Em chào mọi người ạ. Em chào chị Minh Nguyễn, chào chị Phạm Nga, em chào mọi người. Hello tất cả các chị nha. Các chị ơi, tối nay bắt đầu nhà em lại livestream lại rồi nhá. Rồi chào mọi người, chào chị Kina chị Salad này đây. Các chị ơi, hôm nay đồ mông tư ghi hàng này phải thực sự là rất là đỉnh luôn ạ. Đây. Áo có cổ có nhá. Chào chào các chị nha. Rồi chào 56 55 chị đang xem đấy, buổi tối đi các chị sẽ lên rất là nhanh luôn. Hôm nay mông tư ghi phải dưới 100.000 thôi. Nhưng mà phải độ đẹp của nó không phải phải nói chuyện đây. Đây nè. Ơ sao bảo nghỉ 10 ngày không à? Đâu em nghỉ đến ngày hôm nay đâu ạ, bắt đầu là tối nay là em bắt đầu là livestream rồi. Rồi, thấy em có viết bài ở trên page rồi mà. Là tối nay bắt đầu em livestream tối 28 rồi ạ. Chào chị Hương Lê, chào mọi người, chào 63 chị đang xem. Các chị hôm nay lộ mông tư ghi đỉnh lắm luôn, thật sự luôn. Cổ có này, kiểu áo điệu cũng có này. Hay là kiểu dáng có cổ cũng có cho mọi người luôn đây. Cho các chị xem vài con có cổ nhá. Đẹp lắm mọi người ạ, lâu này hôm nay các chị không săn phải thật sự làm một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Này, các chị này đẹp không, có cổ này mặc đi làm ok cho em nhá. Này chị này, nhưng con này là áo kiểu cho em đấy, dưới khoảng độ là 80.000 thôi, 60-80.000 thôi, cái giá chỉ dao động như thế mọi người ạ. Rất là đẹp luôn này chị này, những con này mặc với chân váy và xịn nho này cho chị nhìn này, đẹp quá, mới cực luôn, thật là thơm tho. Các chị mà mang về các chị còn mặc thôi này, xịn lắm chị ơi. Rồi các chị ơi, lên rồi chấm bài, chấm comment, chia sẻ like nhá. 1-2 phút nữa em sẽ làm luôn, bởi vì em không đợi mọi người lâu đâu. Chị nào mà vào nhanh thì mọi người sẽ săn được những con này đây, xịn nhở. Đấy, em bảo mọi người mà hôm nay nhiều con đẹp lắm. Rồi chào chị Hương ơi, chào tất cả các chị nha. Đẹp quá chị ơi. Này, cho mọi người nhìn những con này luôn, có cổ này. Đây, cho các chị nhìn nha. Rồi các chị ơi, chia sẻ like. Hôm nay chị nào mà chia sẻ like em ưu tiên chút đâu nha. Chào chị Nguyễn Mai, hello chị. À, em đang mặc, em bán bây giờ đấy chị ơi. Đây, xịn cực luôn. Đấy, các chị nhìn này, con như này luôn nhá mọi người nhá. Ok, được chưa? Đấy, em áo em phải mặc thì phải em phải đọc size đã, không về các chị lại không vừa. Em phải đọc size xong rồi các chị mới chốt nhá. Này, chị ơi đẹp lắm này, không tôi ghi này. Len móc này, có len móc này, băng cuốn này, với cả có những cái con là len của nó sẽ là len ép mọi người ạ. Nhiều loại len lắm, nhưng mà tất cả những con sẽ có hàng thùng á, một con nó chỉ có một size một số khác nhau thôi. Được chưa? Khi nào mà lên được 100 mắt xem này, em sẽ làm luôn, được chưa? Tại vì bây giờ đang 90 mắt xem rồi. Tại vì là cái giờ này nhiều khi là mọi người cũng đang uống cơm nước ấy mọi người. Nhưng mà thì khi nào vào sớm mọi người sẽ săn được rất là nhiều con siêu phẩm luôn, được chưa? Đây. Đây. Ôi, không phải đi chơi thôi ạ. Ok nha, lên tiếp nha này. Ôi, các chị ơi, hôm nay mông tư đẹp lắm luôn, có giá dưới 100.000 thôi cho chị luôn này. Em để mua qua vài con. Ủa chị ơi này, kiếp cái con này lên móc lên hạt luôn này. Ok, làm chưa nào? Các chị sẵn sàng chưa? Nếu mà mọi người sẵn sàng rồi em lên luôn, không tí làm hết siêu phẩm. Đây rồi, ok chưa? Các chị sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Mọi người ok chưa? Để mà các chị ok sẵn sàng rồi em lên luôn. Chứ bây giờ mà đợi tầm này rồi các chị vào lâu lắm mọi người. Đây, xịn như này, cho chị nhìn luôn đấy. Em bảo mà cái con này khoảng từ các chị 80.000 này này. Mông tư ghi thêu màu xanh này, đẹp chưa? Lên luôn đi em mà, mọi người ăn cơm xong chưa để còn lên luôn à? Không tí nữa là hết giờ livestream của em chỉ đứng ở đây livestream mọi người 1-2 tiếng thôi. Không phải là, nói chung là sẽ không nhiều. Nên là lên luôn mọi người nha, được chưa? Ok ra mọi người, em lên luôn nhá. Ai lấy được cái gì mọi người lấy đây. Đồng giá 8.000 mở bán con màu xanh này đi. Em gọi ok lên luôn mọi người nhá, lên luôn nhá, không tí đợi các chị lâu lắm này. Rồi con này của em đầu tiên này, con này cúc ngọc trai và nó là mông tư ghi thêu mọi người ạ. Đây này, xịn lắm luôn. Một em mông tư ghi theo. Rồi ok, size của em thì người sẽ mặc size màu cho em dưới 55 cân. Eo ơi chị này, mông tư ghi thì nó có cái độ co giãn là tốt rồi, nên là không cần phải giới thiệu nhiều nhá. Rồi size màu lấy con này đi lên luôn các chị ơi. 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em. Mở màn con này bán 80.000, con này ra mã số 26 chị này. Đẹp lắm luôn các chị ơi. 80.000 con này mở màn nhá, mã số em này là mã 26 mọi người ơi. Các chị mà không lên nhanh là hết luôn mọi người nhá. Hôm nay hết luôn này, con này là len hạt này chị này. Thấy ít xịn chưa này, màu hồng cho em, size mờ cho em. Ok, con này 52 cân quay đầu chị ơi. 26 chốt chị, linh chuẩn. 47-48 cân, dưới 52 cân quay đầu về con này. 52 cân đổ về đẹp lắm chị ơi. Em này con này vừa giá 80.000, mã số em là 920 80.000 cho em này, toàn siêu phẩm các chị ạ. Ôi mà các chị không lấy được vì yêu ơi, các chị ơi này, cúc của nó rất đẹp và con này tay của nó là mix gen mọi người nha. Rồi size dưới 53 cân quay đầu về, các chị nhanh tay con này. 47-48 cân, dưới 52 cân quay đầu về con này nhá. 80.000, mã số là 732. 732 cho chị 80.000 con đấy thôi. Quá xịn này, của cổ eo ơi các chị ơi nhìn này. Con này nó là một em của Mango luôn này, xịn chưa? Hiệu này. Hiệu luôn nhá, Mango cho em. Size M lấy con này cho em dưới 55 cân quay đầu về. Khiếp, cái con này mà không lấy thì lấy con nào chị? M đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. Lấy con này với giá 80.000, mã số 620. Đây, cho chị nhìn. Những con len của em này, len móc nó phải gọi là, nó phải chất lượng như thế này cơ mà. Đấy, chất lượng như thế cơ mà. Ok nhá, các chị ơi, 80.000 thôi, mã số 620 cho em. 620, 80.000 cho em này. Ok, lên một con có mũ size M. 620 chốt chị Nguyễn Hằng.
Cưới 5 năm cân quay đầu về các chị ơi. Con này chất liệu của nó này, nó như kiểu giống 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 kiểu kiểu băng cuốn của Pháp này. Này, đẹp lắm chị, có túi và có mũ nhá. Có túi và có mũ che size M chị ơi. 50 năm cân quay đầu về, 5556 cân nhanh tay được con này. 80.000, mã số là 759 mọi người nhá. 759 80.000 cho em, quá xịn. Em có một con áo này điệu lắm, các chị cầm con này về mặc với chân váy trên này chị này, xịn chưa? Rồi, con này size dưới 50 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Đây. Đấy, em bảo mà. Này. Xịn chưa? Này là cái dây này nó quành lên cổ nhá. 48 dưới 50 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Rồi, 80.000 thôi, mã số là 12, điệu thế chị con này ạ. À? Đây. 80.000 cho em mã 12 nhá. Mã 12 này, con đấy một con kẻ bumberry này, size M rồi. Trên mắt người ta đánh là size S, nhưng mà con này hoàn toàn các chị mặc được M, khẳng định mặc M vẫn vừa cho em. Rồi dưới 5 năm cân quay đầu về, các chị ơi, bumberry M này. 5 năm cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em. 80.000, mã số em này là mã số 600 chị nha này, đỉnh không? Rồi sao chị ơi, 80.000 lấy con này nhá, mã số 600, 80.000 cho em, ok các chị luôn. Này, cho mọi người con này nhá. Đây một con màu trắng chưa này. Con màu trắng là màu này sẽ là cái màu mà kết hợp cực kỳ dễ luôn, size M. Ok. Rồi size 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Em ơi, M chưa mặc M này. Tôi sao chưa mặc M. 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này nhá. 80.000, mã số em là 473, 80.000 cho em chị ơi. 473, 80.000 cho em nhá. Ok này. Đấy, cái con này, con này là handmade luôn chị này, nó là nó ở đây nó ghi là handmade này, có nghĩa là tất cả các len này nó được móc bằng tay thủ công luôn. Rồi size M lấy con này, chất lượng lắm chị ơi, 55 cân quay đầu về vừa. Ui, mặc với con phải mặc với con bò đi làm là hợp lý luôn ấy. M đây ạ. 73 chị Nguyễn Dung. Các chị ơi, 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này nhá. 80.000 mã 591. 591 lấy con này, 80.000 cho em mã 591 cho em. Ui, con này màu xanh nhưng mà được cái tay đẹp nha. Con này dưới 48 cân chị ơi. À nhìn này. Hoàn toàn là siêu phẩm thôi, mấy các chị mà không lấy được là thôi. Tắt máy đi ngủ nha mọi người nhá. Giờ con này đẹp lắm này. Con này các chị nào mặc cho em từ 45 cân đến dưới 48 cân quay đầu với con này. Lấy con này 80.000, mã số em là 698 mọi người, 80.000 con này. Ô xịn quá. Dưới 48, con này dưới 48 cân thôi. Ok nhá, 80.000 mã số 698 chị ơi. Đỉnh quá. 698 80.000 lấy con đấy cho em. Rồi con kẻ này này, con này có cái cúc rất là đẹp luôn, co giãn, độ co giãn của nó này là không cần phải nói luôn mọi người. Đây này, độ co giãn nó đẹp lắm. Size 52 cân quay đầu về chị ơi. Xịn cơ này, đây cho chị nhìn. 4748 cân nhá, 52 cân quay đầu về. Này các chị mặc được con này. 80.000 mã số là 599 mọi người ạ. Này xịn lắm, 80.000 luôn. Ai lấy con này nè, để lại con này cho em mã 599 được cái gọi là cái này được cái độ co giãn nó tốt luôn mọi người ạ. 599 80 nhá. 599 con đấy rồi, 80.000 cho em để xem nào. Ui các chị ơi này, nhìn cái cổ này đây này. Quá đỉnh luôn, cổ nó được gọi là cổ thủy thủ à. Rồi size 53 cân quay đầu về thôi mọi người nhá. Co giãn rất là tốt này chị này. Đây, đẹp lắm cái cổ nó này. Cổ này nó còn cài cúc lên được cao luôn nhá, vẫn cài cúc lên được nhá. Rồi 48 cân dưới 52 cân quay đầu về nào, con này không đẹp không lấy tiền. Rồi 52 cân quay đầu về, 53 cân đổ về, 80.000 mã là 814 này chị ơi. 814 em lấy con này 80.000 cho em nhá. Nào lấy được comment cho em nhá. Tiếp theo này chị ở đây, cho chị xem con này 60 cân được. Con này mặc vừa là size M với L rồi. Vừa size ML lấy con này rồi. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này. Lên mắc này chị ơi. Con này mặc bình thường là mông tơ ghi nhá. Các chị mới mặc được cả 4 mùa luôn. Nên là cái vấn đề là mình mặc thoải mái vào mùa hè. Con này được luôn ạ. À. Đây xịn quá chị ơi. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em nhá. 80.000 lấy con này mã là 676 chị ơi. 676 con này 80.000 cho em nhá. 80.000 rồi mã 676 lấy con đấy cho em. Tiếp theo em có một con này nữa nha. Con này nó là một em có cổ nhưng mà con này mặc dấu quần rồi. Đây. 60 cân quay đầu về con này chị ơi, mặc rộng một tí nhá. 55 cân rồi 60 cân quay đầu về được con này, con này theo rồi chị ơi. Theo nhá chị ơi. Này, con này nó sẽ là theo đằng trước ngực cho em luôn. Rồi ML 55 rồi 60 cân quay đầu về con này. 80.000 mã số là 793. 793 80.000 ạ. 793 lấy con này 80.000 mã 793 cho em. Ok này. Chị lát hàng Top Feeling đánh S chị này. Rất xịn. Hàng của Top Feeling và con này đánh size S nha. Em này giày cho chị là size 50 cân quay đầu về được. Con này nếu mà 50 cân là thoải mái luôn. 45 cân chị này, 45 cân này. Để dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi 80.000 mã số em là 963 chị ơi. 963 lấy con này 80 nhá. Nó là hàng của Top Feeling mà. Top Feeling thì mọi người mặc nhiều các chị biết rồi, nên là em không cần phải nói, là nói chung là không cần phải giới thiệu nhiều về hàng Top Feeling rồi. Ui crop top mặc rất đẹp size dưới 48 cân. À chị ơi, crop top mặc rất đẹp size dưới 48 cân con này, xịn lắm. 45 cân chị này, dưới 48 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi em lấy con này với giá 80.000, mã số em là 817 nhá. Đấy crop top đẹp lắm luôn này. Con này mặc mặc với kiểu quần bò cạp cao lên phải gọi là hết sức là đẹp luôn. Rồi 80.000 mã 817 chị nhá, dưới 48 cân quay đầu về áo em đang mặc nhá, cứ có cái tác nó.
nó khó chịu quá. Con đây đang mặc nó là crop top màu trắng size 55 cân, quay đầu về nó là landmark chị này. Này, landmark này đẹp lắm luôn. Rồi, 55 cân. Quay đầu về là con của em đang mặc 80.000, mã số là 932. 932 này con của em đang mặc này, 80.000 nhá các chị ơi. 928.000 con này đang mặc nhá. Rồi một con này nữa kể. Con này sẽ là một con mà có cái dây rút ở trước ngực size M. Mặc dưới 55 cân quay đầu về con này size chuẩn M luôn chị. Đỉnh lắm luôn, mặc M. 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 80.000, mã số em là 734 này, con này 80 cho em này. Quá xịn ơi. 734 lấy con này 80.000 cho em. Ôi cái con len móc này trông phải là xịn sò. 57 cân quay đầu về con này nhá, len móc cho em luôn này. 932 chốt chị Phạm Nga. Quá xịn con này luôn. Ok này, 55 cân để dưới 57 cân quay 57 cân quay đầu về. 80.000, mã số em là 816. 816 này len móc khiếp con này. Siêu phẩm con này luôn mọi người, đây, con đỏ này. Con này mặc cho em dưới 48 cân quay đầu về crop top cổ polo len hạt nhá. Các chị len hạt màu đỏ đô này. Rồi mà con này từ 45 cân đến dưới 48 cân ạ. 48 cân quay đầu về con này cho em. Em lấy con này với giá 80.000, mã số 526 đấy chị ơi. Chị lắm, 80.000 này. Ai lấy con này nào? 526 lấy con này 80.000 cho em, mặc size S. Dưới 48 cân đổ về chị nhá. Rồi tiếp theo em có một con này nữa để xem nào mọi người cần con gì bảo em nhá. Nào. Ở trên này có một con kẻ đẹp này. 55 cân để dưới 55 60 cân được con này sẽ xẻ này chị ơi, kẻ đen trắng nhá. Len cũng đẹp lắm, len móc xích của nó mắt nhỏ này. Nên là những con này các chị mặc thoải mái nhá. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này cho em. 526 chị Phạm nha. 80.000, mã số là 684 mọi người nhá. 684 này, 80.000 cho em. Em có một cô ơi chị ơi này, xịn lắm. Con này mặc cho em dưới 50 cân quay đầu về. 50 51 cân đổ về mặc được, 45 50 51 cân này. Ê ơi này. 684 cho chị Phạm. Theo toàn bộ phần cổ luôn nhá. 45 cân để dưới 50 51 cân đổ về con này được. 80.000, mã số 688, con màu đen này quá đẹp. 688 em lấy 80.000 mọi người nhá. Ok, một con màu vàng. Một em màu vàng size dưới 48 cân chị ơi, bé thôi. Dạ con này chất rất là đanh luôn ạ, chất đanh lắm luôn. Coi dành các chị mặc cho em từ 45 48 cân ạ. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000, mã số là 878. 878 80k. Len móc size M này. Ok. Coi này các chị là mặc size M này, con này 55 cân quay đầu về con này đây chị ơi. Len móc nha, nhiều màu sắc size M nha. Rồi, 55 cân đổ về các chị lấy con này đi ạ. À. Em lấy con này 80.000 để lại con này cho em mã số 51 này chị ơi, đẹp quá. Đây, mã 51 lấy con này 80.000 cho em nhá. Mã 51 80.000 rồi, đây kẻ đó chị lấy size M đây. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này của em, nó là kẻ đen trắng yêu con này. Xin em mọi người mặc M này. Nào chị đang lấy con này mặc size M cho em này, mặc đóng thùng cho em. 55 cân đổ về các chị lấy con này. Rồi em lấy con này với cái giá 80.000, mã số là 618 ạ. 618 này 80, ok chị. Con này thì em sẽ đơn cúc cho mọi người size dưới 50 cân. Con này crop top con này, bị mất đi một cái cúc nhá. Em sẽ thay cúc cho mọi người hẳn cả bộ luôn được chưa ạ? Nếu mà có cúc giống thì thay vào, còn không thì sẽ thay cả bộ. Rồi 48 dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu về con này 80.000, mã số là 615. 615 80.000 nhá. Ui cái con Balenciaga này này, size M 55 cân con này lên. Các chị ơi nó đanh lắm. Dạ bản nó đanh lắm, size M cho em. Rồi dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. 80.000, mã số là 547, quá xịn luôn chị này. Đẹp chưa? 547 lấy con này 80, quá đỉnh luôn. 547 80, ôi cái đây này. Có 80.000 mọi người ạ, à, thật sự nó rẻ quá luôn ấy. Một con này nữa size M 57 cân. 547 chốt chị Mai Hạnh. Dạ chị này. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. 80.000 thôi, chào lấy con này mã số là 849 cho em, quá xịn. 849 này, 80.000 cho em nhá. Ok chị luôn. Rồi con này đẹp, nhưng bé lắm, 45 cân crop top cho em size XS mọi người ạ, đây này. Màu xanh cốm mọi người ạ, xanh cốm cho em luôn. Mà con này khoảng từ là 40 cân nhá, đến dưới 45 cân quay đầu về size S và size XS các chị ơi. 80.000 mã số em là 669 ạ. 669 80 dưới 48 cân quay đầu về. Đây. Con này co giãn thoải mái, 55 60 cân mặc được ML cho em. Đấy, con này đẹp này chị này. Con này co giãn rất là tốt size ML. 55 60 cân quay đầu về con này cho em 80.000, mã số là 619 ạ. 619 80.000 cho em. Hoa lá cành này. Ôi dào ơi, 55 56 cân quay đầu về cái con này nó mềm. Ôi, mềm ơi là mềm. Siêu mềm con này cho em rồi nha. 55 cân, 57 cân, dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em lấy con này với cái mức giá này. 80.000, mã số em là 743. 743 này, con này 80.000 cho em nhá. Size M rồi. Con này đẹp quá, size 55 cân đổ về xem vừa không nào. Được chị ơi, size M. Được nhá. 50 55 cân quay đầu về con này của em, con này xịn lắm này chị ơi. 743 cho chị Giang theo nghỉ.
85 cân đổ về lại con này cho em ạ. Rồi 80.000 mà số 8 80 ạ. 80.000 rồi em một tí đang làm dần đây. Rồi size M này con này 55 cân 56 cân đổ về len len đục lỗ mọi người, len móc đục lỗ nhá. Chị nói chị ơi đây. 55 cân 56 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 mã số em là 787. 787 80 này. Rồi ôi size 45 cân bé quá nhưng mà con này size đẹp quá, 40-45 cân chị này. Size đẹp dã man con này luôn, thật sự là cái con này lên rất đẹp. 40-45 cân quay đầu về các chị ơi. 80.000 mã số là 445 luôn. 445 lấy con này 80.000 nhá. 787 ơi chị An Nguyên. Ô con này là váy này. 50 cân quay đầu về nó là váy mông tơ ghi mọi người, váy đấy. Cao dưới 1m60 làm váy nhá. 45 cân để dưới 50 cân ạ, à. Dưới 50 cân quay đầu về con này cho em luôn. 80.000 lấy con này, chị nào lấy con này mã số là 845 chị ơi. 845 này 80.000 cho em nhá. Ok là các chị luôn này. Ui xịn lắm, size M nào. Size con này size dưới 53 cân đổ về đôi kẻ này. Đẹp không? 47-48-53 cân nhá. Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em lấy con này mọi người về giá 80.000 mã số là 707-80. 45 chốt chị Thúy Nguyễn. 707-80 khiếp cái con này. Ủa dã man 60 cân mọi người. Size 60 cân 60 cân 57-62 cân nhá này. Đẹp không? Màu xanh, xanh lá luôn mọi người ạ. 57 cân để dưới 62 cân quay đầu về. Các chị lấy con này cho em. Em lấy con này 80.000 mã số là 672 chị ơi. 672 80.000 luôn em này. Xịt thế mọi người này, từ từ xem nào. Em có một con màu này, con này trông bling bling đẹp thế. 60 cân 55 60 cân quay đầu về con này trông bling bling đẹp. 57 cân rồi, con này 60 cân thì nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị chật hai bên phần eo á. 55 cân 57 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 lấy con này mà em là 731 cho em 80.000 chị này. Đây. Quá xảo, cách mới xốp xin chút là chị ạ. 7380 con này có cổ màu xanh than nhá. Người ta đánh là size M nhưng mà con này mặc cho em đẹp nhất này, 53 cân đổ về đó chị ơi. Quá xịn con này luôn này, đẹp quá. 4748 cân ạ, dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. 80.000 mã số là 458 chị ơi. 458 80.000 cho em nhá. 458 80.000 lấy con đấy. Rồi size M lấy con này của em được này, 55 cân đổ về nó gần như crop top rồi, màu ghi. Này. Màu ghi size M nhá. Rồi ạ, các chị ơi, 55 cân đổ về là mặc đẹp con này. Em lấy con này với cái mức giá 80.000. 80.000 nhá, mã số là 525 chị ơi. 525 này 80.000 luôn em. Có cổ màu xanh rồi, size 57 cân nào. Chị ở trong live của em từ 55 cân đến dưới 57 cân quay đầu về con này xịn lắm chị này. 57 cân. Dưới 57 cân quay đầu về cho em 80.000 mã 516. 516 lấy con này 80.000 mã 516 cho em nhá. 516-80 rồi. Ôi, một em mông tơ ghi quốc dân size 53 cân quay đầu về cho em lấy con này. Ôi, con này đỉnh cho chị này, 47-48 cân ạ. Size dưới 53 cân quay đầu về là các chị mặc được em này nhá. 80.000 thôi, mã số em này là mã số là 538 chị ơi. 538 lấy con này 80.000 cho em nhá. Một con này, con này là cái tay nó hơi kiểu hơi cánh rơi một tí mà là size 55 cân. Nếu mà để mà con này mặc với mặc với chân váy con này rất đẹp, size M. Size M cho em chị này. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. Em lấy con này với giá là 80.000, mã số em này là 892. Các chị ơi, con này có cái tay đẹp lắm. 892, 80.000. Một con nữa nhưng mà con này sẽ tay ủ tay bèo chị này. Ý, con này tay bèo luôn. Tay bèo size M, 55 cân này chị ơi. Tay bèo size M nhá, 50. 52, chốt chị, thu thủy. 55 cân đổ về các chị lấy con này. Rồi 80.000 mà 881 áo dây tí nữa sẽ làm sau. 80.000 mà 881 này con này hôm nay nhiều kẻ đẹp lắm chị ơi. Kẻ này size dưới 53 cân, 55 cân được ạ. Nhiều kẻ đẹp lắm. Mông tơ ghi nó kiểu cái chất của nó sẽ là kiểu dáng co giãn nên là các chị mặc thoải mái luôn, không có vấn đề gì cả. Rồi dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mã số 862 nhá này chị ơi. Đẹp lắm luôn này. 80.000 lấy con này, ai lấy con này mà 862 80.000 cho em. Ủa ôi cái con này chị này, đẹp không? Nào. Chị mặc size dưới 52 cân quay đầu về này con này trời đẹp quá này chị ơi. Sẵn là trước 52 cân rồi. 862 cho chị Phạm Thảo. 48 cân 52 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mà số là 841. Em ơi chị ơi này đẹp quá. Mặc mờ 80.000 mà 841 dưới 53 cân quay đầu về đấy nhá. Tiếp theo một con này nữa này, con này hoa đẹp quá, size M 57 cân. Thoải mái 557 cân chị này, hoa đẹp lắm. 55 cân để dưới 57 cân ạ. 41 cho chị Lê Kim Hòa. 57 cân quay đầu về 80.000 mã số là 973 nhá chị ơi. 973 này 80.000 cho em này. Ui con màu xanh này có đính nhũ và con này co giãn rất là tốt nhưng mà mặc đẹp nhất cho em dưới 50 cân con này nhá. Này. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. 48 50 cân quay đầu về cho em ạ. 80.000 mã số là 968 cho em nhá. 968 80.000 cho em này. 973 chị Minh Thi. Nào chị nào mà size L này con này 60 cân nào. Con này 60 cân.
57 cân để dưới 60 cân quay đầu về màu be, mà con này có cổ. Đẹp không? 57 cân, 60 cân quay đầu về con này nhá. 80.000, mã số là 984 80.000 cho em. Này. Coi cái cổ đẹp chưa? Con này mặc cho em khoảng 57 cân nhá. 57 cân đổ về con này. Ôi giời ơi này. Chị ơi, nước chấm con này luôn mọi người nhá. Rồi 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về các chị mặc được em này. 80.000, mã số 940 các chị ơi. Này, quay không đẹp không lấy tiền luôn. 940 lấy con này 80.000 cho em nhá. Rồi crop top màu đen size dưới 50 cân quay đầu về con này. Nếu mà crop top các chị lấy con này được này. Quay cũng rất đẹp luôn. Thêu nhá, cái đây là thêu đằng trước nhá. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000, mã số em là mã 664, lấy con này 80.000 nhá. 664 80.000 này. 40 chốt chị Nguyễn Thị Cẩm Vân. Có cổ crop top size dưới 50 cân mà con này từ 45 cân này chị này, đẹp mà 45 cân này đến dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 lấy con này, mã em là mã số là 799. 799 80.000 con này. 799. Ôi chị, con này là luôn từ đầu lai. Size từ 52 cân quay đầu các chị lấy con này này chị ơi, đỉnh quá. 664 chốt chị. Chen pha lê. 45 cân để dưới 52 cân quay đầu về lấy con này nhá. 80.000 mã số là 703. Đẹp chưa này chị này. Con sắc này luôn thật sự mọi người. 703 lấy con này 80.000 cho em. Tiếp với con này không lấy thì lấy con nào đúng không chị? Đây. Size 55 cân quay đầu về một em có cổ này chị này. Đấy, xịn chưa? 799 cho chị Phạm Nga, chị Phạm Nga chủ quán cọc cho shop để được số tiếp ạ. Size M này con này 55 cân quay đầu về các chị ơi, 80.000 mã số là 772. 73 chị Lê Kim Hòa. 80.000 lấy con này, mã em là 772, lấy con này 80.000. 772 80.000 lấy con đấy. Ôi cái con này xịn quá, size M này. Đây, quay 52 cân đổ về là đẹp. Lên đục lỗ 52 cân nhá này. Chị ơi, 48 52 cân. Rồi dưới 52 cân quay đầu về lấy ngay con này cho em luôn. 80.000 mã số em là 977 chị ơi này. Ui dồi ôi xịn quá. 52 cân quay đầu về cho em. 80.000 cho em ạ. Mã số 977 con này 80 chị ơi. Phát xịn con đấy. Đây một con này nữa size M. Ui quay mặc cho em dưới 57 cân. Tuyết 55 cân 57 cân quay đầu về con này 60 cân vừa. 55 60 cân được các chị em ML đi ạ. Em lấy con này 80.000 mã số là 886 nhưng mà con này khá là dày nhá. Khá là dày dặn nhất tại vì len của nó sẽ là kiểu len móc vặn thùng ấy nên là len móc kiểu móc vặn thùng nên là nó khá là dày, con này khá là dày nhá. Rồi 55 con này ạ, mã số là 886 80.000 cho em. Cảm ơn chị Phạm. M lấy con này cho em, con này khoảng tủ là 53 cân đổ về này, 4748 53 cân chị ơi. Rồi 4748 cân dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 mã 486 chị ơi. 80.000 rồi, mã 486 cho em nhá. 486 cho em rồi con này nữa này. Đây. Ui con này là cúc lệch rất đẹp size M 55 cân các chị này. Trời ơi cái con này nó đẹp cái chỗ này, cái điểm nhấn của nó này. Sẽ là phần cúc các chị ạ, size M. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 nhá, mã số là 811 thu em. 811 lấy con này 80.000 cho em nhá. Đấy toàn là hàng đẹp thôi đây. Size to hàng thì đến nhà từ spa 60 65 cân nhá. Nào. Đến từ spa và size 175, size 175 bình thường là size sẽ là khoảng độ 60 65 cân đổ về chị này, hàng spa nhá. Em lấy con này 80.000 mã số là 872 chị ơi. 872 80.000. Landmark này size M. Mà con này size dưới 53 cân đổ về chị ơi. Đẹp chưa? Sâu sắc chưa chị này? Rồi 4748 cân chị ơi, dưới 53 cân này. Ô đẹp thế. 53 cân đổ về con này được. Rồi 80.000 lấy con xanh này, mã số là 15. Mã 15 này 80.000 chị nhá. 15 này 80.000 này. Ui con này có cái cổ đẹp chưa này chị này. Ý xịn chưa cho chị luôn. 60 cân mọi người nhá, size L nhá. Mà con này size L 60 cân nhá đây chị này. Đẹp không? 60 cân size L, con này phải mặc L mới đẹp. 60 62 cân lấy con này cho em được. 80.000 mã số là 801 chị ơi này. Sao sao? 60 62 cân quay đầu về 80.000 mã số 801 này. 801 80.000 cho em lên tiếp nha. Kẻ này chị ơi, kẻ size M rồi. Đây. Một em kẻ mặc size M cho em rồi, con này mặc cho em dưới 55 cân quay đầu về con này chất liệu đẹp lắm. Nó mềm, mịn cực kỳ này luôn, con này phải gọi là quá là mềm và mịn luôn M. 55 cân quay đầu về. Lấy con này cho em. Lấy con này với cái mức giá 80.000 mã là 653 chị ơi. 653 này 80.000 nhá. Con này cái cổ đẹp quá chị ơi, hàng Paris này. Một em hàng của Paris cho em rất đẹp luôn, chưa chưa băng cuốn. Size dưới 53 52 cân rồi. Nào chị này 48 52 cân. 48 cân 52 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mã số 23. 80.000 con này mã số 23 mọi người lấy con này nhá, mã 23 80.000 cho em. Ok, ủa các chị ơi nhìn này, cái con này phần cổ đẹp chưa, size dưới 52 cân. Này, chị này. Chấm điểm 10 về cái cổ này luôn, 48 cân chị này.
dưới 52 cân quay đầu về, con này 52 cân đổ về 80.000 mà 837. 837 để con này 80.000 cho em mọi người nhá. 80.000 lấy con này mà 837 cho em, chịu quá. Ôi. 80.000 mà 837. 23 Trang Trần. Rồi con này có cái cổ cũng đẹp luôn, size M, 55 cân quay đầu về, con này chất liệu băng cuốn mặc mờ. 55 cân quay đầu em, con này xịn thật sự ạ. 80.000 mà 626. Không sao cười đâu. Lâu lâu lại chỉ cười mặt quá mà. Con này của em thấy có chị nào size dưới 52 cân quay đầu về con này đây. Đẹp chưa? Xuất sắc các chị ơi, 47, 48, 52 cân. Con này được kiểu dáng là nó sẽ có tay, vẫn là có tay ra nhưng mà cái tay nó bé mọi người ạ. Con tay kiểu nó ngắn hơn một tí ấy. 52 cân đổ về, 53 cân đổ về, 80.000 mã 561. 561 em lấy con này 80 nhá. Chị nhỏ. Nó đẹp lắm chị ạ. Đây. Màu mờ. Con này nhá mà để mặc với. Kép cái con này mà để mặc với chân váy phải quá xịn, size M nào. 55 cân quay đầu về là các chị sẽ mặc vừa con này cho em size M. 80.000 mà số 990 mọi người ơi này. Chị chú ơi này, 80.000 cho em. Ai lấy con này để lại con này cho em mã số 990 80.000 nhá. Đây. Size giờ 48 cân quay đầu về vừa đét con này luôn, 45 48 cân nào chị này. Chị chưa? 561 chị Hiền Nguyễn. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về con này. Rồi lấy con này với cái mức giá 80.000 mã số là 32. Mã 32 này con này 80.000. Mã 32 80.000 nha. Rồi con này có cổ eo ơi các chị này, đẹp không? Thật sự luôn mọi người, size dưới 50 cân thôi nhưng mà con này co giãn này. Nó co giãn này chị này, 50 cân. 50 cân quay đầu về các chị này con này. Chốt chị Nguyễn Hằng. 80.000 mã 493. 493 này con này 80.000 ạ. 493 80.000 này con này cho em. Rồi tiếp theo một con này nữa nha, con kẻ đi chữa con kẻ trong size M. Con này 53 cân đổ về thôi tại vì con này mặc em thấy phần tay nó hơi ngắn. 4853 cân chị này. 53 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã 796. 796 80 treo rồi lên cho chị ơi. Rồi con này là một em hàng hiệu của F21. Này chị ơi. F21 cho em một nhá, F21 nhá. Rồi size em này mọi người sẽ mặc xem size từ 50 cân rồi, 52 cân rồi. 48 52 cân chị này. 48 cân 52 cân đổ về lại con này cho em ạ, 80.000 mã số là 745. 745 80.000 hàng hiệu của F21 nhá. Con gì đây trông xịn đấy. Ủa size từ 48 cân rồi bé một tí, size 48 cân con đẹp quá chị ơi này. Con chị nào mà người nhỏ nhỏ một tí thì lấy con này được, con này hơi bé, 45 48 cân ạ. Rồi 48 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. Rồi lấy con này với giá 80.000 mã 53. 45 cho chị Lâm Hiền. 537 con này dưới 48 cân nhá. 537 cái con đấy cho em. Ôi con này có cổ này chị ơi, size 53 cân 52 cân đổ về con này thôi này, con này có cổ đẹp quá. 45 52 cân nhá. Dưới 52 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã 551. 537 chị Thúy Nguyễn. 551 lấy con này 80.000 mã 551 cho em này đây. Crop top cho em luôn mọi người ơi, con này crop top nha, con này em sẽ đơm cúc cho mọi người. Em sẽ thay bộ cúc cho mọi người nhá, size dưới 48 cân chạy đây. Em sẽ thay cho mọi người bộ cúc mới nhá. Thay hẳn bộ cúc mới cho mọi người luôn được chưa ạ? 45 cân, 48 cân quay đầu về này con này 80.000 mã 715. 80.000 mã em là 715 nhá. 715 80 cái này em sẽ thay cúc cho mọi người. 715 80.000 đây. Đây nó sẽ là kiểu như thế này. Nó sẽ là kiểu như này. Không, chị ấy không phải đâu, nhầm mã đấy. Size M 55 cân đổ về con này sẽ là kiểu dáng crop top size M này đây. Đây, bắt đầu từ chị Đinh Loan đi mới đúng. 715 chị Đinh Loan. Lại có thêm một con này nữa size M chị này. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em này là 80.000 mã 436 đây, cúc của nó sẽ ngày mai em sẽ thay một ngày bộ cúc này luôn. Size M này thì M này size to hơn. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. Rồi. 80.000 mã 436. 436 lấy con này 80 nhiều khi. 436 80. Ôi trời này. 436 chị toàn đẹp luôn, con này dưới 50 cân chị nào vừa nào, 45 50 cân này toàn con đẹp thôi. 45 50 cân quay đầu về 80.000 mã 586. 586 80.000 cho em. Cái này đến 500 con đó các bạn. Con này nó là một em khoác mông tư ghi này. Ủa chân là xịn lắm. Thôi em, con này xịn nhưng mà con này tay hơi bé so với em rồi. Con này nó là một em khoác mông tư ghi chị ơi này, cho chị nhìn đẹp quá. Nhưng con này mặc trên size khoảng từ 52 cân quay đầu về này, 45 52 cân. Đây chị ơi. 45 52 cân ạ, nó là khoác mông tư ghi các chị mặc kiểu váy hai dây bên trong này thì khoác con này bên ngoài. 45 52 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mà 499. 499 80 52 cân đổ về. Con này có cái họa tiết họa đẹp, có 60 cân quay đầu về các chị ơi, con này băng cuốn đây 57 60 cân nhá này. Xịn lắm luôn các chị ơi, xịn lắm con này luôn. 57 cân ạ, đến dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mà 431 nha. Này. Đẹp không chị?
431 lấy con này 80.000 mà 431 cho em lại băng cuốn nó xịn lắm luôn. Tiếp theo một con này từ từ xem nào, xem con nào mà to to một tí em làm nhá. Con này con gì đây? Size con này size dưới 5 con này 60 cân được ạ. À? 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về màu hồng và hai vạt chéo đằng trước ngực nhá. Hai vạt chéo trước ngực chị này. 55 cân 60 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi 80.000 mà số 655. Có đỉnh con này. Đây. 655 lấy con này 80 này. Tiểu tay cánh rơi mọi người, con này tay cánh rơi đẹp quá. 55 cân rồi, 557 cân đổ về tay cánh rơi này chị này. Xịn lắm, 55 cân 57 cân. Eo ơi con tay cánh rơi này trông phải quá hết nước chấm nhỏ đây này. Xịn cực. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mà 606. Này, xịn luôn tay cánh rơi. 80.000 lấy con này mã 606 lấy con này 80 này chị. 606 80.000. Màu trắng. Đơn giản nhẹ nhàng basic size 53 cân quay đầu về con này, quá xịn luôn. Này. Đẹp quá. 4748 cân chị nhá. Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này đi ạ. 80.000 lấy con này chị ơi, để lại con này cho em mã số là 704 80.000 nhá. 704 lấy con màu trắng này 80.000 mã 704 chị ơi. 704 80 rồi. Ôi con này đẹp này, cho chị xem con này luôn. Size M. Quay mặc cho em con này giống một cái gi lê nhỉ. Này con này đẹp này, 55 cân để dưới 57 cân đổ về len móc các chị ơi. Đấy, xịn lắm. 55 cân, 57 cân quay đầu về. Để các chị lấy con này. Em lấy con này kiểu dáng khoét nách nhá, 70.000 con này đi, em lấy con này 70.000 nhá, 70.000 con này. 70.000 mã là 726, quá xịn. 70.000 mã 726. Rồi size M lấy con này của em dưới 55 cân quay đầu về, úi dồi này. Mặc M, được chưa? Màu hồng tím size M lấy con này dưới 55 cân. 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 mã số em là 797, quá xịn luôn này. Không có gì phải chê nhá. 797 con này 80.000 cho em, mã số là 797 cho em. Tiếp theo con gì đây? Này con này đẹp này, 60 cân quay đầu về vừa các chị nha. 57 60 cân quay đầu về con này. Cái họa tiết nó phải gọi là siêu phẩm con này luôn. Quá xịn con này. 57 cân 60 cân quay đầu về con này 80.000 mà 603. Đây. Quá xịn luôn. 80.000 mà số 603. 797 cho chị mình khu trang. Băng cuốn màu đen size dưới 57 cân quay đầu về con này. Trời ơi. 726 chốt chị Mai Hương. 5557 cân. Dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Lấy con này 80.000 mã 435 chị ơi đây, xịn quá. 435 lấy con này 80.000 mã 435. Con này của em này, đây. Size dưới 50 cân bé rồi, 45 cân lấy 45 50 cân con này bé thôi. Các chị con này hơi bé một tí mọi người nhá. 45 cân là đến dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã 475. 475 em lấy con này 80 nhá, quá xịn. 475 lấy con này 80.000 mà 475. Ôi dồi ôi, cái con này các chị này có 1002 luôn. 55 cân đến dưới 60 cân quay đầu về con này và có 1 đang không có 2 con này. Chị nhìn này, họa tiết nó đẹp chưa? Ok nhá. 55 60 cân đổ về, ML lấy con này 80.000 mà 589 con này không có con thứ hai, độc lạ luôn. 589 80. Tiếp theo các chị nha, một con này nữa này các chị thích màu gì nào để lên nào. Ở đây con này cái cổ nó đẹp đấy, màu trắng đơn giản nhẹ nhàng basic size 55 cân quay đầu về con này vừa. Nếu mà để mà con này các chị nên với chân váy bò hay là mặc những kiểu đáng chân váy đây, chân váy đây trên đây. Đây. Đây size M. Mặc size M này con này của em người dưới 55 cân đổ về. Đây con này. 80.000 mã số em là 767 con này, 80.000 mã 767 cho em. 767 80.000 cho em. Ok. Rồi tiếp theo một con này nữa, màu này sẽ màu ghi size 6 con này xem nào. Ui con này đẹp đấy chị ơi, 55 60 con còn chưa thấy chip luôn. Mới cứng con này luôn ạ. Mới cứng luôn nhá. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này cho em. Em lấy con này với cái mức giá là 767 chị. Tuyết Minh Nguyễn. 80.000 mã số em là 986. 986 80.000 nhá. Con có cổ này chị ơi. Size rồi 48 cân bé rồi, 45 48 cân cho em nào. Quá xịn con này luôn. Mà con này từ 45 cân nào đến dưới 48 cân đổ về cho em nào. 80.000 mã số 663 mặc size S. 663 này 80.000 nha. Nhiều con nó mới lắm chị ơi, nó mới cứng luôn đây này, ví dụ như con này. Và thật sự là nó rất là mới luôn, size M cho em 55 cân đổ với con kẻ xanh. Đây, cổ rất đẹp mặc M. Đây. Mặc size M này con này. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em nhá. Em lấy con này mọi người với cái mức giá là 80.000 mã 437. Đây chị này, chị luôn. Rồi 437 này con này 80.000 cho em mã 437 quá xịn. Tiếp theo em có một con màu này nữa mọi người nhá, con gì mọi người thích màu gì à? Con màu em có cái con màu này màu đen này nhưng mà con sẽ là kiểu crop top như thế này. Con này mặc đẹp của em khoảng từ 52 cân. Đây này. Nó được cái dáng cái chị nhìn cái len nó như này các bạn đây. Nhìn cái len nó như này, con này mặc đẹp nhất cho em khoảng từ 52 cân là mình tại vì là nó kiểu dáng crop top mọi người ạ. À. Nó kiểu crop top.
48 cân để dưới 52 cân mặc được nhá. 80.000 mã 670 nó màu đen crop top chẳng. 80.000 mã số 670, 80.000. Đây. Cho chị con này độc lạ luôn này. Độc lạ luôn mọi người ạ, size M, 55 cân, 60 cân quay đầu về tay cánh rơi vào kiểu dáng này. Và của nó sẽ là vạt chéo. Quay cũng chỉ có một em, lên móc cho em nhá, 55 dưới 60 cân ML thoải mái con này cho em. Được ạ. À. Em này con này vừa giá 80.000 mã số là 935 rồi, con này không đẹp không lấy tiền. Đây. Đẹp chưa? 80.000 lấy con này nhá, chị nào lấy con này mã 935 cho em. Con này đẹp. 3580 rồi các chị ơi. Một con màu xanh lá, à màu xanh dương nhầm. Màu xanh dương này mặc xem size L 60 cân được chị. Màu xanh dương size L được nhá, 60 cân được chị này. Chị Lam 60 cân được nhá. Rồi 80.000 mã 8119. 819 80.000 cho em. Liên tiếp một con này có nơ ở cổ nha này. Ui. Con này. Con này có cái nơ ở cổ mọi người này. Con này bị xù quá. Bỏ. Bị xù bỏ nhá. Size 55 cân, 57 cân quay đầu về con này. Con này mặc với chân váy là đẹp nhá. Dưới 57 cân. Em này con này với giá 80.000 mã 568. 568 này con này 80.000 chào này con này mã 568 luôn em. Rồi một con màu xanh lá này chị ơi, con này đẹp quá. Rồi con màu xanh lá này size dưới 48 cân bé lắm nhưng mà được cái chất vải của nó đanh và đẹp. Con chất vải phải thật sự là nó rất là đanh và kinh khủng khiếp con này luôn. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về con này cho em. 80.000 mã số em là 673. 673 này con này 80.000 cho em nhá. 80.000 rồi mã 673. Một con này nó có cổ này chị ơi, con này 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về đâu nhưng mà cổ nó đẹp lắm này. Cổ màu đen này rất đẹp nha. 55 cân chị này, dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi em lấy con này với giá 80.000 mã số 966. Chị Trần Thu. 966 dưới 57 cân đổ về nhá, 80.000 thôi mã số 966 ạ. Nhìn là 68.000 lấy con đấy. Rồi một con này nữa này size thì mọi người sẽ mặc size dưới. Con này mặc ôm body crop top được nha, size 53 cân mọi người ơi này. Chị lắc 48 53 cân lấy con này nó là màu ghi ạ. À. Em lấy con này với giá 80.000 mã là 713. Đây, 53 cân đổ về. 80.000 lấy con này nhá. 73 cho chị Duyên Nguyễn. Mã 713 chị lấy con đấy cho em, 713 rồi 80.000 nhá. Ôi con này đẹp này chị này. Size M 55 cân đổ về một em có cổ và hình chám. Có cổ và chám size M. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. 713 cho chị Hồng Trang. 80.000 mã số là 939. 939 lấy con này 80.000 nhá, mã 939 này. 39 80. Rồi crop top cho em lấy con này size dưới 50 cân quay đầu, crop top size 50 cân này. Rất đẹp và con này là cổ chữ V. 45 50 cân quay đầu về chị nha, 80.000 nha, mã số là 517. 939 chị Trịnh Phương. 517 này 80.000 cho em. Xanh này. Ủa con xanh này được cái vải đẹp lắm, mặc M 55 cân này chị ơi, con này hoàn tiết này. Nó giả hai cái túi đằng trước cơ mà size M này. Mặc M này con này được. 55 cân đổ về là các chị mặc được con này nhá. Rồi, 80.000 lấy con này mã 464 chị này, xịt cực luôn. 464 80 ạ. 64 80.000 này con đấy. Rồi một em này con này hàng của Taylor rất đẹp luôn chị này. Đấy xịn lắm, cổ cao một tí. Size em này mặc từ 55 cân 56 cân đổ về đâu size M thôi. Mặc M lấy con này cho em nhá. 64 cho chị Mai Hương. 80.000 ạ, mã số là 509. 509 con này 80.000 mã 509 cho em chị ơi. Màu vàng nhá. Màu vàng nhạt đi ạ. Quay mặc cho chị em mình 55 cân 57 cân quay đầu về màu vàng nhạt con này nhẹ. Rất là mềm và vải cực kỳ mềm luôn này. Mềm và đanh lắm mọi người ạ. Mềm nhưng mà nó không kém phần đanh nhá. 55, 57 cân đổ về con này 80.000 mã 497. 497, 80.000 cho em chị ạ. 497, 80.000 lấy con đấy. Rồi đơn giản basic nhẹ nhàng size M 53 cân quay đầu về con này được chưa ạ. 47, 48 cân dưới 53 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 lấy con này mã số em là 533 cho em nhá. 533 này 80.000 cho em. 533, 80.000 à. Con này nó là một em áo khoác mọi người size M. Con khoác này mặc cho em dưới 53 53 cân đổ về nhá chị ơi. Một em áo khoác mông tơ ghi khoác mỏng, khoác thu gọi là khoác len thu ấy. Những con này các chị mặc thời tiết bây giờ gần như lạnh lạnh em vẫn được ạ. À. 50 53 cân đổ về lấy con này cho em ạ. À. Rồi 80.000 mã số 650. Được gần trăm chưa? Ok. Con này của em kiểu dáng crop top lấy con này size M. Để bị lại gần gần tiếng gần tiếng. Con này của em chị này. Mà con này cho em khoảng từ là dưới 52 cân. 47 48 cân dưới 52 cân đổ về con này 80.000 mã 565. 565 80.000 chị ơi. 565 80.000 lấy con đấy. Rồi một em màu xanh này đẹp này size M cổ tim size M cho em này. M cổ tim dưới 55 cân chị này. 65 cô chị Trần Thu. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số em này là 724. 724 80.000. Nguyễn Thị Thanh Phượng.
7248.000 lấy con này cho em nhá. Rồi con này nó là một em kiểu đơn giản nhẹ nhàng basic size M được ạ. Nếu mà con này mặc cho em 55 cân mặc được chị này. Có giãn đẹp lắm size M. Mặc size M này con này cho em 55 cân nhá. Dưới 55 cân đổ với con này 80.000 mã 562. Chị đẹp 80.000 lấy con này mã 562. 562 lấy con này 80.000 mã 562 con này đây. Và mặc xem dưới 48 cân đẹp này. 45 cân để dưới 48 cân nhá chị ơi con này. Dưới 48 cân con này hơi bé. Size S nhưng mà con này mặc đẹp lắm, dưới 48 cân đổ về này. 80.000 mã số em là 784 nhá chị ơi. 784 này con này 80.000 cho em mã 784 này. Ok lên tiếp nhá chị ơi này. Cho chị nhìn con này. Con này đẹp nhưng mà 45 cân nhá, nhưng mà cái con này được cái cổ nó đính ngọc trai đẹp nhở. Nào chị ơi 40 45 cân nào. Chị mặc cho em dưới 45 cân đổ về con này 80.000 mã 654 đẹp quá rồi, cho chị là mặc S. 80.000 con này mã 654 80.000 cho em. Uniqlo ạ, size M. Uniqlo mặc M lấy con này 55 cân đổ về chị ơi này, chị lắm. Rồi 55 cân quay đầu về Uniqlo size M, 80.000 mã số em là 570 chị ơi. 570 con này 80.000 nhá. 570 con này 80.000 này. Con này size M thoải mái 55 cân quay đầu về cổ chóc cơ nhá chị ơi. Này, cổ chóc cơ size M cho em. Rồi dưới 55 cân đổ về, các chị lấy con này cho em 80.000 mã 807. 80.000 mã số 807 cho em nhé, 807-80. Rồi một con crop top màu trắng size dưới 48 cân quay đầu nào chị ơi. Crop top màu trắng này từ 45-48 cân nhá. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Lấy con này với cái mức giá 80.000 mã số là 806. 80.000 lấy con này chị ạ, lấy con này mã 806 giúp em. Size M crop top con này mặc kiểu dáng tay lửng rồi, 55 cân quay đầu về con này crop top size M nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này 806 chị Hồng Trang. 80.000 mã số 926 ạ. 926 lấy con này, 80.000 mã số 926 lấy con đấy. Con này của em kiểu dáng. Ô con này là váy ôm body size từ 48 cân chơi được ạ. Đây. Ôm body nhá, size từ 45-48 cân này chữ nó là váy ôm body đẹp lắm. 45-48 cân quay đầu về con này cho em. Em lấy con này với cái mức giá 80.000 mã số là 647. Đẹp quá, 45-48 cân nhá, 647 80.000. 647 80 băng cuốn màu đỏ chị này. Một em băng cuốn màu đỏ size dưới 50 cân. 45 50 cân này chị ơi. Quá xịn con này. 45 50 52 cân ạ, dưới 52 cân đổ về con này mặc được nhá. Lấy con này 80.000 thôi, mã số là 805 chị ơi. Đẹp lắm này. Xịn xò luôn. 80.000 lấy con này mã số 805. Anh Dương nào đấy? Màu đen có cúc đẹp này chị ơi. Con đen này có cúc đẹp lắm luôn. Em đen này chị nào size dưới 50 cân đẹp nào chị ơi, 45 50 cân là quá xịn này, thật sự luôn. 45 50 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 790. 790 80.000 cho em. 790 rồi 80.000 cho em nhá. Rồi một con này nữa này, ủa con màu đen này chất đẹp lắm luôn chị này. Này. Chất đẹp lắm, size M nó như kiểu con này chất áo phông ấy mọi người ạ, con này áo phông rồi ấy. Con này là áo phông ấy, con này áo phông ấy mọi người, size M này. 55 cân quay đầu về con áo phông này lấy 70.000 nhá. Con này là không phải là mông tơ ghi mà nó là áo phông lớn vào đây. M 55 cân đổ về con này 70.000 mã 596, nó là áo phông nhá, 70 này. 70.000 mã 596 cho em. Ôi giảo ơi, con mông tơ ghi này phải có là chất rất là mềm luôn, size 55 cân đổ về mềm lắm này. Siêu mềm con này chị ạ. À. 50 cân dưới 55 cân đổ về, các chị lấy con này cho em nhá. Rồi em lấy con này mọi người với giá là 80.000 mã số là 553 chị ơi. 553 này 80.000 cho em mã 553 quá xịn. 553 này con này 80.000 cho em nhá. Rồi một em này, con này xịn lắm, con này kiểu dáng khoét vai và mặc cho em dưới 50 cân đổ về, 48 cân thôi. Đấy không? Dưới 48 cân quay đầu về. 596 cho chị Ngọc Hà. 45 cân để dưới 48 cân đổ về con này. Rồi 80.000 mã số là 338 chị, mã số là kia này chị ạ. 80.000 này con này mã 883 xin lỗi người. 883 này con này 80.000 cho em nhá. Rồi một con màu đỏ chị này đây. Màu đỏ này size M. Màu đỏ này có chị làm mặc con này cho em khoảng tổ là dưới 53 cân quay đầu về quá xịn. Đỏ cổ tim mặc với chân, nếu mà theo em con này mặc với chân váy bò chị. 48 53 cân đổ về con này 80.000 mã số là 53 luôn nhá. Mã 53 này con này 80.000 mã 53 này. Rồi một con này, ủ ơi con màu đen này mà có cái gen đẹp quá, size M 55 cân chị này. Nhìn nó cái kiểu nó điệu chưa, mặc M. Rồi 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số 59, con này đẹp, tay lửng nhá. Tay lửng chị ơi. 80.000 con này mã 59 nhá. 59-80 này. Rồi đen kiểu dáng cánh rơi size 55-56 cân quay đầu con này. Tay cánh rơi cho em nhá. Tay cánh rơi này, con này, con này xịn này. 55 cân để dưới 56 cân, dưới 56 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em 80.000 mà 871 này. Xịn chưa? Các chị thấy con này xịn chưa này? Ok nhá, 80.000 mà 871 lấy con này cho em. Tay cánh rơi cũng à. Một con màu trắng, con này được cái tay phồng. Tay phồng này, con này size 50 cân quay đầu về, con này hơi bé.
tay phồng này 48 50 cân mọi người nhá, quá xịn luôn. Này, xịn chưa? 48 cân 50 cân quay đầu về con này cho em. Tô Thu Hoài. Rồi 80.000 mà 839 ạ. 839 này, con này 80.000 cho em. Một con này màu trắng trông bling size M này. Mà size M con này dưới 55 cân đổ về, con này còn nhũ nha. Con này còn nhũ size M này. Có nhũ size M con này, dưới 55 cân đổ về, các chị lấy con này cho em 80.000 mà là 874 quá xịn. 874 lấy con này 80.000 cho em. Rồi một con này. Ủa chị ơi, này có nhũ trông bling đẹp lắm luôn. Size dưới 57 cân quay đầu về, con này màu xám nhũ ạ. 55 57 cân đổ về con này 80.000, mã số em là 497. 497 80.000 cho em chị nha. 497 80. Rồi một con màu kẻ xanh này, con này xuất sắc, 53 cân quay đầu về. Đây. 4748 cân, 53 cân quay, chất liệu băng cuốn đẹp lắm luôn. Rồi dưới 53 cân đổ về con này 80.000, mã số là 810. 810 này, con này 80.000 cho em chị ơi, nhanh tay không nói hết bây giờ này. Đây cho con này. Size 55 cân quay đầu về, về con này có dáng rất là tốt, con này luôn size M. 55 cân quay đầu về này, con này cho em 80.000, mã số 640. Con này mặc với chân váy đây chị này. Học mặc với quần váy thì em là đỉnh con này luôn thật sự nhá mọi nhá. 640 con này 80.000 cho em. Ôi giời ơi, cái con này chị ơi này, 45 cân quay đầu về, con này chị đã mặc size S không ạ? Đây này. 40 cân để dưới 45 cân quay đầu về không kịp báo nha. 80.000 mã 503. 80.000 lại con này mã 503 lại con đấy. Rồi size M 55 cân đổ về con này. Ôi giời ơi chị ơi. Khiếp, con này size M. Rồi dưới 55 cân quay đầu về, con này lấy luôn 80.000 mã 476. 476 80.000 cho em các chị ơi. Đây, một con này nha, con này các chị bụng nơ đằng trước cho em là chị ơi. Đây nha. Bụng nơ đằng trước cho em size M 55 cân đổ về con này nhá. Dưới 55 cân đổ về là vừa. 80.000 thôi, mã số em là 543 cho em, quá xịn. 543 này 80.000 cho em mọi người nha. Rồi con màu đen này em phải giới thiệu với mọi người, con màu đen không biết bao nhiêu lần luôn này. Con này mặc đến đâu rút cái dây eo đến đấy cho em đỉnh chóc này luôn. Rồi size dưới 50 cân 52 cân. 48 cân 52 cân đổ về các chị lấy con này. Lấy con này với giá là 80.000, mã số em là 709. 709. 709 80.000 lấy con đấy. Size chuẩn M này, con này 55 cân đổ về chị ở đây. Đẹp không? M cho em thoải mái. Rồi dưới 55 cân quay đầu về con này của em mọi người nha. 80.000, mã số em là 727 80.000 cho em. 727 80.000 này con đấy cho em. Ô giáo ơi, cái con này mặc quẩy có mặc với quần đùi quá xịn nào, 55 cân nào. Đây. Quay có in cái hình nổi đẹp cái này, 55 cân đến 58 cân. Dưới 58 cân quay đầu về này con này cho em 80.000 mã 468. 468 80.000 cho em mọi người ơi này. Màu xanh lá. Xanh lá này con chị nào 60 65 cân quay đầu về mặc LXL nha này. LXL này con này 60 65 cân quay đầu về này con này cho em 80.000 mã số là 775. 775 80.000 cho em chị ơi. 728 cho chị Quỳnh. Mặc M 55 cân đổ về chị này. Đây. Size M này 55 cân. Dưới 55 cân quay đầu về, chất liệu băng cuốn và có cái nơ đi kèm, nó giống như cà vạt luôn, được chưa? Em lấy con này với giá 80.000 thôi, mã số em là 9946. Đây xịn lắm chị này. 946 80.000 con này thề luôn, dã man luôn con này luôn ạ. Rồi tiếp theo nhá. Đây con này đi. Em cho mọi người con này hàng hiệu luôn này, hiệu luôn. Tay cánh rơi màu này là màu, con này là màu phải hồng tím. Con này phải màu này phải gọi là màu hồng tím dạng ùa xịn lắm. Con này mặc cho em người ta đánh là size S, mọi người ta đánh là S nha. Con này người ta đánh là S nha, nhưng mà con này mặc cho em là chỉ là 55 60 cân mặc được size ML. Mặc size ML lấy con này cho em được mọi người nha. Rồi 80.000 mã số em là 775 này, trời cánh rơi đẹp quá. ML 80.000 mã 875 lấy con đấy cho em. Size 60 cân mặc L cho em là chị ơi, đây size 60 cân quá xịn này. Đẹp không? 60 cân 60 65 cân đều được size LXL. 80.000 mã là 753. 753 con này 80.000 cho em, mã 753 80.000 cho em. Rồi đây, size M nào chị ơi, size 55 cân này nhìn này. Bèo vào cổ quá xịn con này luôn, thật sự luôn chị ạ. À. Này dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em. Em lấy con này mọi người với cái mức giá 80.000 mã là 718 cho em mọi người nhá. Đây, quá xịn. Đây. 80.000 mã 718. Lên tiếp nha. Rồi một con màu hồng này cho em size M này. Hồng M 55 cân quay đầu về, hồng M. Úi trời đẹp chưa, hồng M cho em size M. Ok. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy ngay con này luôn, 80.000 mà 890. 80.000 lấy con này, chị nào lấy con này mà 890 cho em. Ok này chị ơi. Quay có cái bèo. Úi ôi con này bục nơ. Đây nha. Bục nơ đằng trước cho em mọi người, con này mặc size L này, con này mặc từ 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về đấy. Con này có cái gì phải gọi là khó khăn đâu. 55 60 cân quay đầu về con này 80.000. Mã số là 536 chị ơi. 536 80.000 mã 536 lấy con đấy. Rồi mờ nào chị ơi. Size 52 cân quay đầu về vừa con này luôn. Đẹp chưa? 48 52 cân này. 52 cân đổ về con này nhá. 80.000 thôi, mã số là 555 lấy con này 80.000.
555 này 80.000 mã 555 xem. 536 chị ngay không? Con này chị ơi, con này không đẹp không lấy tiền, nó size M 55 cân này. Lên móc size M 55 cân đổ về kẻ trắng đen cho em luôn. 80.000 mã số em là 689 mọi người này. Ít có chưa? Chị ơi. 80.000 lấy con này, mã em là 689, lấy con này 80.000 cho em với nha. Ok, được luôn này chị này. Thấy toàn những con đẹp như thế này size M. Rồi size M đằng sau nó sẽ có một cái hàng cúc nghe mặc M cho em nhá. Rồi 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này có cổ thì các chị phải đổi đấy, tại vì nó sẽ ít một tí. 55 cân đổ về, các chị lấy con này nhá. 80.000 mã số em là 733 cho em 80k, 738 triệu. 738 triệu đây. Có anh có màu tím có nhũ. Màu tím có nhũ và con này các chị nhìn này, size M, size 53 cân quay đầu về, con này được cái là đỉnh lắm. 53 cân đổ về con này cho em nhá, 80.000. 80.000 mà 821 chị ơi, 80.000 mà 821 con đấy. Một con màu cam size L này 60 cân rồi chị ơi. Nào, 57 60 cân lấy ngay quất ngay con này còn gì nữa chị. Rồi 80.000 mã là 729 con này nhá, 729 80.000 cho em. Rồi con này được cái cổ nó sẽ hơi trễ một tí nhưng mà con này nó sẽ là một em là trong cái lô là áo có cổ rồi này, chị mặc mờ ok này. Rồi size 55 cân quay đầu về con này, đố chị tiền được con này với giá 80.000 đâu lên móc. Rồi dưới 55 cân đổ về, 80.000 mã số là 614 cho em. 614 con này, 80.000 mã 614 cho em này đây. Cho chị xem con này. Quay lại các chị nào mặc xem con này khoảng tổ là 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về ok vừa luôn này. Lên móc 80 con này. Được chưa nào? Rồi chị ơi, nào 80.000 con này mã số là 873. 873 80.000 5560 cho em nhá. Lên cho chị con mồm như này. Mặc thì phải kiểu trông bling bling một tí cho nó đẹp chứ ạ. Rồi 55 cân 60 cân quay đầu về con này được đằng trước nó sẽ là len móc đục lỗ này. Và bên dưới của nó sẽ là có nhũ nha, màu be. Được chưa ạ? Rồi dưới 60 cân quay đầu về con này 80.000 mà số là 927. Lấy luôn chị này, 927 80.000 cho em. Rồi một con này len của em này phải gọi là len hạt rồi, con này len hạt cho em. Rồi size 53 cân quay đầu về con này len hạt, cái từng cái móc xích của nó nha này, móc cực kỳ chặt luôn, được chưa nào? Con này mặc gọi là đanh lắm. 53 cân quay đầu về đây ạ, 80.000 mã số là 972. 972 con này 80.000 cho màu be. Tiếp con màu be chị phải lấy luôn tại vì màu be là mặc không kén da người nhá. 5557 cân quay đầu về em khẳng định con này xịn luôn này. Các chị mới cứng con này luôn nhá. Rồi 55 cân 57 cân quay đầu về màu be 80.000 mã 851. 851 lấy con này 80.000 cho em đổi bé thôi. Nào chị nào từ 40 cân, con này 40 cân bé nhờ. Quay vào đổ 40 cân mọi người nhá. Dưới 40 cân quay đầu về con này, em lấy con này 70.000 thôi, mã số 882 bé lắm sao xx. 70.000 882 rồi. Mờ cho em nào chị nào 53 cân luôn, 53 cân đẹp lắm, chỗ này cúp bọc vải luôn. Cúp bọc lên cho em luôn này. 48 cân dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số 923 cho em con này luôn. 923 lấy con này 80.000. Con này là của trẻ con là đúng không? Con này nhá, con này hình như của trẻ con rồi này. Con này đây, nó như một cái váy, nó không phải của trẻ con. Chất liệu băng cuốn nhưng mà dáng bếp luôn của người lớn, size dưới 40-45 cân ạ. 40 cân 45 cân quay đầu về 80.000 mã số 925. 925 em lấy con này 80.000 ạ, mã số 925 thử ôi chị ơi. Kẻ bumberry màu xanh luôn, mặc mờ đấy không có đâu mọi người ạ. Dạo gần đây mấy cái lô này những kẻ này không có size M. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. 80.000 mã số là 954 lấy con này 80.000 cho em mã số 954. Rồi một con màu trắng này xịn luôn này. Một con màu trắng này có chị nào mặc cho em con này 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về có cổ nhá. Có cổ màu trắng lên đục lỗ mọi người nhá. Rồi đi này, này đẹp này. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số em là 997 cho em. 997 này 80.000 cho em chị ơi. 7780. Hàng của Purera rất đẹp. Này size M, con này size 38 bình thường size M rồi. Rồi 55 cân quay đầu về này, con này size chuẩn M dưới 55 cân quá đỉnh chị ơi này M. 55 cân đổ về này con này cho em nhá. 80.000. Mã 825. 825 này con này 80.000 cho em, mã số 825 cho em. Một con này con này mặc size M. Ủa ôi chị ơi, này. 55 cân quay đầu về chị lấy con này. Trời ơi, con này đẹp quá. Size M này con này đợi em một tí. 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này là mặc được 80.000. 825 chốt chị Ngọc Trâm. Mã số 903 này, con này đúng 80.000 cho em luôn này, 80.000 chị 903. Xanh lá đây. Con này có cái nơ bộ đằng trước mặc M, 55 cân M chuẩn M. 55 cân quay đầu về con này của em 80.000 mã số 594. 594 80.000 cho em. 903 cho chị Tư. 40 45 cân quay đầu về bo eo con này có 10 của 2 luôn, khẳng định luôn. 40 45 cân đổ về con này 80.000 mã số 55. Mã 55 lại con này 80.000 mã 55 theo chị ơi. Giá một này cái lông mông tơ ghi này. Các chị không lấy được quá phí này. Rồi con này chất liệu của nó này. Này,
Các chị nhìn thấy chưa? 55 cho chị Thanh Hằng. Nào mặc đẹp nhất cho em size dưới 52 cân. Được chưa ạ? 48 cân size dưới 52 cân quay đầu về thoải mái. 80.000 mã 581. 581 lấy con này 80.000 mã 581 cho em. Rồi crop top màu đen size dưới 50 cân quay đầu. Con này không có con thứ hai nữa luôn này. Chị làm 45 50 cân. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này 80.000 mã em là 737. 737 80.000 cho em. 737 80.000 lấy con đấy. Size L rồi, con này mặc cho em không mặc 60 cân nhá. Bình thường những con ôm body này mặc đẹp nhất cho em dưới 57 cân đổ về. Được chưa nào? 55 cân 57 cân quay đầu về này con này. Em này con này vừa giá 80.000 mã số 693, quá xịn. 693 80.000 cho em. 737 chị Mai đi. Ôi giời ơi mặc mờ này đỉnh quá. Size 55 cân quay đầu về màu đỏ. Đỏ mờ. 55 cân đổ về lấy con này cho em nhá. 80.000 mã 696 chị ơi. Chị chưa? Đẹp chưa mọi người đây? Ok ạ. 69680. Em bán mọi người mông tương y còn không có con nào đến thêm trên 100.000 luôn. Này con này em sẽ đơm cúc thay cúc cho mọi người size 52 53 cân đổ về con này này. Cái này em mai sẽ đơm một cái cúc vào đây nó vừa trong quá trình giặt là chắc bị rơi đi rồi. 4853 con này dưới 53 cân đổ về con này 80.000 mã 834 chị ơi. 80.000 này con này mã 834 cho em quá xịn. Đây. Mà size M lấy con này của em dưới 55 cân quay đầu về len móc các chị ơi, len móc lấy con này size M. Ok, mặc M. 55 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mã số là 639. 639 80.000 cho em. Con gì đây? Ôi băng cuốn này chị ơi. Size 55 cân quay đầu về chất liệu băng cuốn nhìn này tay nó đẹp lắm này. Đẹp lắm luôn ấy mọi người, size M cho em ạ. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ, lấy con này 80.000 thôi. 80.000 mã số em là 674 ạ. 674 80.000 này chị ơi. 674 80k này con đấy. Rồi đây, size M đây. Có cúc 55 cân đổ về con này đây chị ơi. Đẹp cúc này. 5556 cân nhá. 39 cho chị Phương Anh. 5556 cân quay đầu về lấy con này cho em 80.000 mã 608. 608 này 80.000 cho em. Chị Duyên Nguyễn. Ơi, trời ơi, con này có cổ chị ơi. Nó đính hạt nhá này, đính hạt không bị rơi hạt nào luôn, rất đẹp. 55 cân dưới 60 cân quay đầu về size ML này. ML 55 60 cân nhá. Lấy con này với giá là 80.000 mã 576. 576 con này ạ, 80.000 lấy con này mã 576 chị nhá. 876 lấy con ạ. Cái con này dùng con lúc này này, con này mặc cho em phải từ 45 cân rồi. 40 45 cân quay đầu về con này hơi bé nhưng mà con này giống một con vừa nãy vừa bán xong ấy. Có hai con giống nhau luôn ạ, dưới 45 47 cân, 45 46 cân. Em này 80.000. 80.000 mã 487. 4878 đây. Chị đang là khách mới cho em xin đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại nhận hàng các chị nha. Không có thông tin địa chỉ địa số điện thoại nhận hàng em không chốt đâu nha. Size M này 55 cân đổ về có cổ màu đen này, M băng cuốn M. 55 cân đổ về con này 80.000 mã 741. 741 80.000. 741 80.000 đây. Rồi size con này mọi người mặc xem size dưới 50 cân đẹp này. 45 50 cân xịn lắm chị ơi. 45 50 cân. Bình thường là xong cái này là lên 2 giây đúng không? 45 50 cân. Chị Nguyễn gái họ 80.000 mà 632. 632 8.000. Mới gần rồi. Mò con này 55 cân. Size M này con này của em 57 cân chị này đẹp quá. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về các chị này con này. Con này em con này là 80.000 mà 588 con này tay của em này 80.000 mã 588 nhá. Mà chỉ tiêu ra là 200 đấy. Đây. Đẹp chưa đây chị ơi? Trời ơi, từ từ áo dây chắc là em phải lên sau đấy, tại vì là cái xong cái đây một đây cho chị cái ghế cho áo dây lên đi em ơi. 588 chốt chị. Ok ok, để em một tí sẽ lên cả áo dây cho mọi người, các chị hóng áo dây đúng không? 55 cân quay đầu về có cái dây rút ở trước ngực nha. 80.000 mã 563 con này em thấy mọi người hóng nhiều này. Có cái dây rút này mặc thành crop top được này. Đấy, có cái dây rút đẹp lắm. Rồi này con này 80.000 mã 563, 80.000 chị nhá. Xong rồi nó thì cái giỏ này quá. Crop top màu đen chị ơi, size dưới 53 cân đổ về crop top màu đen này chị này. 47 48 53 cân đây. 563 chốt chị. Nguyên Hương. 47 48 53 cân đổ về 80.000 mã 622 crop top nhỉ. 622 này 80.000 này. Ôi giời ơi, con này có cái cổ nó đính hạt trông xịn đét con này luôn này. Đấy, đẹp chưa? Rồi size dưới 57 cân quay đầu về con này chị ơi, 5557 cân. Đẹp chưa ơi. 5557 cân quay đầu về con này 80.000 mã 484. 484 này 80.000 này. 484 80k này con đấy. Có gì đây? Ôi trông xịn nhỏ con này size M này chị này, 57 55 cân thôi này. Size M 55 cân đổ về con này. 484 chốt chị Thảo. Xong cho dây lên đây chị nhá. Áo dây này cái góc này.
nhặt một cái rơi một cái chả hiểu sao. Giờ size M 55 cân đổ về, lấy con này cho em 80.000, mã số là 856. 85680 này. Đây. Con này ui, con này có cái dây rút giống con màu đen này chị này. Nó có cái dây rút giống con màu đen này, con này đẹp này, size M. Đây. Size dưới 52 cân đổ về chị này, 474852 cân đổ về con này 80.000, mã 948. 948 ta mới yêu ơi, dây nhiều con đẹp thế chị này đây. U là trời, dây là bao nhiêu nhỉ? Hai dây ba lỗ là 60. 856 cho chị. Ôi. Các chị này xinh dã man luôn đấy, con này mặc cho em 45 cân ạ. À. 4548 cân này chị này, xịn lắm. 4548 cân quay đầu về con này. Chị đây Minh Nguyễn. 60.000 bán luôn, mã số là 659, đẹp quá. Ui con này xinh lắm. Các chị không lấy con này để em lấy. 4548.000 cân quay đầu về. 60.000 mã 659, dã man nhỉ. 60.000 mã 659 một con. Hiệu của Zara chị này. Thế này. Một con hiệu của Zara luôn đấy mọi người, size M. Con này mặc trên size 52 50 52 cân đổ về thôi. 47 48 cân, size 52 cân đổ về. Chị Tuyết Minh Nguyễn. 60.000 thôi, mã số là 617, xị nhỏ. 60.000 con này mã số là 617 cho em. Con này size M được đấy, 55 cân đổ về. Ôi nhiều con ba lỗ hai dây đẹp lắm luôn đấy mọi người M. Hôm nay hai dây ba lỗ không đến 30 con luôn. 55 cân đổ về các chị lấy con này 60.000 mã 572, quá đẹp luôn. 572 60.000. Ui chị ơi này. Em ơi con này mặc cho em size dưới 50 cân đi nào, đẹp size dưới 4. Con này 45 48 cân chị này. Xịn lắm, lên hạt luôn mọi người ơi này. Đẹp quá. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về con này. 60.000 mã số là 602. 60.000 mã số 602, nhiều hai dây đẹp thế. Ui giớm, con này xịn thế, con này đẹp quá. Đây 617 chị Duyên Nguyễn. Hai dây của con này mặc, ui đẹp chưa, mặc mờ. Kiểu crop top hai dây, con này 53, con này 55 cân được đấy mọi người ạ. 55 cân xịn lắm. 50 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này 60.000 thôi. 62 cho chị Mai Hoa Phạ. 60.000 con này mà em này là 625. Đẹp nhỉ, 625 lấy con này 60.000 nhá. Đây cho chị đây. Rồi size dưới 45 cân, bé bác chị là 40, 45 cân đấy ạ. 40 cân, 45 cân quay đầu về con này, kiểu dáng khoét nách, ba lỗ, dưới 45 cân đổ về con này 60.000. 25 chốt chị Chi Linh. 774, 60.000 con này ạ, 774, 60.000, em ơi, nhiều con đẹp thế. 40, 45 cân chị này đẹp lắm, crotop cho em 40, 48 cân, 48 cân được ạ. 40 cân, 48 cân quay đầu về con này 60.000, mã 738 chị ơi, 738, 60k. 738 60k con này lên đụng lỗ này trông chị nhờ. Đấy mặc mờ cho em. Mang cuốn size M 5557, 55 cân rồi. 55 cân, 56 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 477. 477 80 này chị ơi. 477 80.000 xong xịn này. Này chị này, 50 cân quay đầu về con này cho em này. Phúc này đẹp quá. 45 50 cân. 50 cân nhá. 45 50 cân quay đầu về con này 60.000 mã 902. 60.000 rồi mã 902, từ từ con này. Hết nước chấm luôn. 60 cân, 65 cân. Các chị ơi, 60, 65 cân ạ. 60 cân để dưới 65 cân quay đầu về con này cho em 60.000 mà 808. 60.000 con này mã số 808 cho em này. Đây. Cho chị đây, ba lỗ size M. Con này mặc cho em size 53 cân đổ về thôi nhá. 50 53 cân màu nâu này, khoét nách các chị ơi. 50 53 cân đổ về 60.000 mà 895. 895 60. 895 60 này đẹp chứ mà size mọi người. Con này các chị không lấy để em luôn ngay vào luôn, con này size M 55 cân. M 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 60.000 mã là 877. 877 con này 60.000 cho em mã 877 60 chị ơi. 877 rồi, 60.000 lấy con đấy rồi. Đây. Nâu đẹp chưa này? Ui. Size 53 cân quay đầu về tiếp lấy con này. Trời ơi, con này 55 cân vừa được ạ. À. 55 cân thoải mái. Nâu size M. 50 55 cân chị ơi. 55 cân quay đầu về nhá. 60.000 mã là 859. 859 60. 859 lấy con này 60.000 thôi. Chị Hồng Trang. Rồi tiếp theo em có một con này nữa này đây. Màu con này là một cam nhạt. Cam nhạt size M 55 cân. Cam nhạt size M con này 55 cân đổ về, các chị lấy con này cho em luôn 80.000 mã số em là 776. 776 80.000 cho chị này. 776 lấy con này 80.000 mã 776. 776 80. Con này hai dây kiểu giống váy này chị này. Chị nhỏ. Con này kiểu hai dây giống váy size M được này. Con này 53 cân rồi này. Hai dây váy mông cơ ghi mọi người ạ. 50 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em. Rồi con này là 60.000 mã số là 34 chị ơi, 60.000 con này mã 34 nhá.
Mã 34 này 60.000 mã 34 chị này. 60.000 mã 34 em ơi, con này con gì đây trông xịn thế này. Ui, dã man. 60 65 cân thoải mái, con này mặc thành dấu quần. Xịn chưa? 60 65 cân chị ơi. Đây. 34 cho chị Linh Chi. 60 65 cân quay đầu về được 60.000 mã số 552 quá nhỉ con này. 552 60.000. 552 60.000 con đấy. Ờ một con này size XS này, con này size dưới 48 cân cho em nào. 45 48 cân con này nào. Đấy chị ơi, xịn lắm. 45 cân để dưới 48 cân, dưới 48 cân quay đầu về con này cho em ạ. À. Rồi, lại con này với giá là 80.000 mã số 666. 666 80.000 cho em chị nhá. 666 80.000 con đấy. Ôi giời ơi cái con này chị này. Size này một người size 53 cân quay đầu về con này chị nhìn đi. Này, 47 48 size 53 cân ạ. À. 53 cân quay đầu về con này 80.000 mã em là 766. 766 lấy con này 80.000 cho em nhá. 766 80. Một con này màu xanh than có nhũ trông bling bling size M, dưới 55 cân chị mặc M. Mặc size M con này của em, 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 80.000 mã số là 453. 453 lấy con này 80.000 mã 453 xem. Rồi một con này nữa này chị này, màu đen size M, màu mặc 60 cân được size ML ấy mọi người này. ML lấy con này cho em được ạ, 55 60 cân. Dưới 60 cân quay đầu về con này mặc được nhá. Lấy con này với giá là 80.000. Mã là 504. 504 này 80.000 mã 504 nhá. Đây. Ủa đẹp quá, con này 55 cân đến dưới, con này 55 cân 57 cân chị này. Đây 55 57 cân. Dưới 57 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã số 457. 457 con này 80.000 mã 457 cho em. Đây. Ba lỗ cho em ngoài size dưới 50 cân đẹp chưa này? 45 50 cân con này ba lỗ kiểu xịn nhá chị ơi. 45 50 cân quay đầu về con này cho em nhá. Em này con này là 60.000. 60.000 mã 587 60. 587 60.000 cho em rồi. Đây con này em sẽ tiêu cúc cho một người size M nhá. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này em sẽ tiêu cúc cho một người sau tại vì nó bị rơi hai cúc rồi. Được chạm M. 80.000 lấy con này cho em nhá. Mã số 644 dưới 55 cân đổ về. 644 size M 55 cân đổ về cho em. Hàng Zara size M crop top mặc M 55 cân Zara này. Zara made in Hoa Kỳ size M 55 cân ạ. À. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em 80.000 mã em này là 474 hàng Zara. 474 80.000 cho em. 474 80 rồi. Một con màu đen size dưới 50 cân quay đầu về con này có cổ đẹp này chứ. 45 50 cân quá xịn. Đây nha. 45 cân để dưới 50 cân. 474 chốt chị Ngọc Trâm. Năm bao nhiêu đây? 574. Rồi 50 cân quay đầu về con này 80.000 mã là 447. 447 đây. 447 80.000 cho em. Chị Nam chị ơi màu đỏ này. Ok, crop top màu đỏ size dưới 45 cân quay đầu về con này chị ơi đẹp, đẹp đã mà con này luôn 40 45 cân này xịn lắm. 40 cân để dưới 45 cân quay đầu về con này cho em. Rồi 80.000 mã số em là 792. 792 80.000 cho em mã 792. Là con nào đấy chị ơi? Đây, crop top cho em size con này đẹp này, crop top màu đỏ đô này đấy. 417 chị Nguyễn Hằng. Size 52 cân đổ về. 47 48 53 cân, 53 cân lên được 53 cân đổ về 80.000 mã 574 80.000 này chị ơi. 574 80.000 cho em. Ok các chị luôn. Có cổ nhá, size dưới 53 cân quay đầu về con này. Ôi giời lấy luôn gì nữa này. 47 48 53 cân chị ơi. Này, xịn chưa? Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi lấy con này với cái mức giá là 80.000 mã số là 534 con này 80.000 nhá. Này, xịn chưa? 534 rồi 80.000 lấy con này 53. Ui con này cổ yếm trông xịn lắm luôn này chị này. Một em mông tơ ghi cổ yếm size dưới 48 cân mặc được con này. Đấy, cổ yếm cho em size 48 cân. 45 cân để dưới 48 cân. 48 cân quay đầu về con này cho em ạ. À. 60.000 mã số là 636. 60.000 lấy con này ăn à, lấy con này mã 636 60.000 cho em. Lơ tay. Size dưới 52 cân quay đầu về con này cho em lên này đẹp quá. 48 52 cân chị ơi. Rồi. 48 cân 52 cân quay đầu về con này 80.000 mã số là 678 chị ơi. 678 này 80.000 cho em. Đây, cho chị con này size M 5557 cân đổ về con này chị nhỏ. Đây chị ơi. 55 cân đến dưới 57 cân, dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi 80.000 lấy con này mã em là 671. 671 80.000 cho em này. 671 80.000 cho em. Con này cái dây đằng sau nó có dây đan size M 55 cân chị ơi này, dây đan mặc M này con này. Ok luôn. Đây chị ơi.
55 cân quay đầu về, các chị lấy con này 80.000, mã số là 527. 527, 80.000 cho em, mã 527 cho em. Đây, con này đẹp quá, size 53 cân quay đầu về. Ê ơi, con này khá là dày mọi người nhá. Con này mồi cho chị Phương Bích. Là dày. 474853 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Em lấy con này với giá là 80.000, mã số là 638. 638 lấy con này. Em đọc cân nặng đến đâu thì lấy đến đấy thôi, chả không về là không vừa đâu. Con màu hồng, em ơi, hồng này cổ đẹp, size 53 cân đồ về. Em ơi, con hồng này cổ đẹp quá chị này. 52 cân thôi chị ạ. 45 cân, 52 cân đổ về SM nhỏ này, con này được. Em này con này mọi người vừa giá 80.000, em ơi xịn hết 80.000 con này. 80.000 mã số 45. Size 52 cân đổ về ạ. 80.000 con này mã 45. Mã 45 đấy con đấy 80.000 cho em. Rồi con này size 52 cân đổ về rồi, 53 cân đổ về, con này đẹp rồi này. 474853 cân rồi. Con này cổ đẹp quá. 80.000 mã số là 13. 45 chị Nguyễn Thị Phú. Mã 13 80.000, mã 13 cho em luôn. Có cổ size M rồi. Coi mặc cho em dưới 55 cân đổ về, có cổ đẹp đấy đây. Lên cái trên sao. Size M 55 cân. Size M lấy con này của em mọi người này, dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này 80.000 mà 897. 897 80.000. Size 55 cân quay đầu về con này cho em ạ, 80.000 mã 438. 80.000 lấy con này mã 438, lấy con này 80.000 nhá. Bình thường cả tôi có lên lại. Size 65 cân. Thảo đói quá. 65 cân. Đây, đẹp quá. 65 cân quay đầu về con này. Cho chị Phương Bích. 80.000 mã số 994. Ok. 80.000 mã 994. Ui con này đỉnh nhỏ đây này chị này, con này nhưng mà bé lắm, size 40 45 cân rồi. Đẹp này. 40 45 cân lấy con này. Bán gặp đâu rồi cho kia ạ. 40 45 cân quay đầu về con này cho em nhá. Rồi, 80.000 mã số em ạn à, nhập 60.000 mã 451. 451 lấy con này 60.000 nhá. 451 60.000 lấy con đấy. Size M này 55 cân đổ về màu xanh cốm. Xanh cốm size M. Xanh cốm size M 55 cân đổ về lấy con này. 80.000 mã số 27. 80.000 con này mã 27 80.000 này. Mã 27 80.000 đấy. Màu B size dưới 57 cân quay đầu về con này, quá xịn này chị ơi. 55 cân dưới 57 cân quay đầu về con này nhá. Rồi lấy con này với giá 80.000 mã số 675. 675 80.000, 675 80.000 cho em. Ok, ui con màu đen này trông rất xịn, size 53 52 53 cân đổ về này. Cổ đẹp lắm, 4748 52 cân. Đây. 52 cân quay đầu về con này. À, 80.000 mã 723 chị ơi. 723 lấy con này 80.000 mã 723 cho em. Ủa con đen này đẹp này chị này, đen này này chị này. Đen này size 53 cân quay đầu về, nó là crop top nhờ chất vải nó lạ lắm chị này. Đẹp nhỉ, 53 cân là đẹp. 50 53 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã số em là 498. 498 lấy con này 80.000 mã 498 ạ đây. Một con này crop top rồi đẹp quá, size S lấy con này, sau này size dưới 48 cân chị ơi. 45 48 cân này dưới 48 cân thôi. Rồi lấy con này 80.000 mã là 584 ạ. 498 chị quay phục. 584 chị 80.000 chị là khách mới, cho em xin thông tin đi các chị ơi. Size dưới 53 cân quay đầu về con này đẹp này, 4748 53 cân quay này. 53 cân. Em này con này 80.000 mà 609. 609 80. 609 này con này 80.000 cho em. Size M 55 cân quay đầu về con này mặc M. Đây. M 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số là 467. 467 80k này. 467 80.000 ok mặc M. Ui con này cổ chóc cơ xịn nha này, size M mặc M. 55 cân quay đầu về chất liệu băng cuốn màu xanh dương size M. 55 cân đổ về này con này cho em 80.000 mà em là 785 chị ơi này. Đẹp quá. 785 con này 80.000 cho em mọi người nha. 2 dây màu đen này đây, 2 dây mông tơ ghi. Size dưới 50 cân quay đầu về con này được chị ơi, 45 50 cân bé thôi, size S nha. 60.000 thôi, mã số em là 641. 641 này 60.000 cho em. 641 60.000 nha. Rồi sao em này size dưới 53 cân quay đầu về em này, con này 60.000 này chị này. 4748 53 cân xịn lắm. Đây. Rồi 4748 cân size 53 cân quay đầu về em này, con này 60.000 thôi. Để lại con này cho em mã là 483 60.000 này. 483 em này con này. 60.000 này con này mã 483 đây. Quét này size 53 cân đổ về tiếp. 4748 cân dưới 53 cân đổ về con này cho em. Em này con này mọi người với giá là 60.000 mã 757. 757 60.000. Màu vàng ạ, à, con này size 53 cân quay đầu về màu vàng đây.
4748 cân size 53 cân đổ về con này. Rồi 80.000 mã số em này là 28. 80.000 con này mã số 28 xem này. 28 80.000. Ui con này nó là một em váy đấy, một cái ôm body này. Con này người ta đánh là L nhưng mà mặc con này khoảng 55 cân thôi. Tại vì con này sẽ là co giãn ôm body cho em nhá đây. 50-55 cân đổ về 80.000 mã số 62. Mã 62 con này 80.000 mã 62 chị này. 80.000 mã 62 mọi người lấy con đấy cho em nhá. Con này nó sẽ là một em cổ có cổ lọ. Cổ lọ này con này size 55 cân đổ về cổ lọ khoét nách size M. 28 cho chị Bích Thủy của em. Cổ lọ khoét nách size M 55 cân đổ về con này. 60.000 mã số em này là 575. 575 em lấy con này 60.000 nhá. 60.000 mã 575 lấy con đấy cho em. Em có thêm một con size M. Size M hàng của Uniqlo người ta đánh là L. Người ta gọi người ta đánh con này là size L nhưng con này chỉ có M thôi. Mà size M đã 55 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã 488 con này không mặc được lên L. 488 80.000 cho em, nó là Uniqlo. Này. Size M 55 cân đổ về mặc M. Ôi giời ơi đẹp quá, mặc M, khoét nách size M. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. 80.000 mã 595. Đây ơi. 488 chị quay thuốc Tú Phương. 80.000 lấy con này, chị nào lấy con này mã 595 em lấy con này 80 ạ. 595 80.000 lấy con đấy. Khoét nách rồi. Con này size M rồi, 55 con này 53 cân đổ về xem nào. 53 55 cân. 55 cân đổ. 50 55 cân đổ con này chị ơi. 50 55 cân ạ, dưới 55 cân quay đầu về con này được nhá. Em lấy con này với giá là 60.000 mã số là 783 60.000 đấy chị ơi. 783 60.000. Rồi con này size 52 cân quay đầu về con này được cái cổ đẹp này. Đây trông bling bling có nhũ đẹp chưa? 4748 cân ạ, size 52 cân đổ về lấy con này nhá. 80.000 mà em là 719. 719 80 này. 719 lấy con này 80.000 cho em. Rồi tiếp theo nhá, màu đỏ đi này, lên một con màu đỏ cho nó xịn nhị lên móc. Con màu đỏ này size từ 57 cân quay đầu về con này chữ này. Em có 557 cân quá xịn. Quá xịn đét con này luôn. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về lấy con này cho em. 80.000 mã 798 ạ. 798 màu đỏ 80.000 cho em mã 798. Đây. Con này hàng của Lily đấy, size M 55 cân cổ tim ở đây. Đây size M. Size M lấy con này cho em ạ. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em lấy con này với giá 80.000 mã 788. 798 chị Thủy Bích. 80.000 mã 788 em đang lên dần các chị ơi, cứ bình tõm nhá. Con này người ta đánh là M, các con này là một em hàng hiệu rồi. Con này xem size con này 52 cân rồi. Dưới 52 cân chị này. 48 cân dưới 52 cân quay đầu về này con này. 80.000 mã 597 ạ. 597 con này 80. 597 80.000 này con này. Ủa ôi con cánh dưa này size M đẹp chưa? Size 55 cân quay đầu về các chị lấy con này mặc M đây. Mà size M rồi này, con này 55 cân rồi mặc M đây. Mà size M này, con này em size M 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em mặc 80.000 mã 507. Quá xịn. 507 này 80.000 cho em này. 507 80.000 cho em. Con này 2 dây trễ vai size dưới 50 cân đổ về. 2 dây trễ vai size dưới 45 50 cân lấy con này chị ơi. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này. Con này em lấy một người 70.000 nhá. 70.000 mã 1. 70.000 mã 1 cho em. Crop top size dưới 48 cân nào chị ơi, 45 48 cân này này. Crop top cho em 45 48 cân nhá. 45 48 cân quay đầu về con này, 80.000 mã số 522. 522 để 80.000. 522 80.000. Crop top size dưới 45 cân nào, bé thôi chị ơi, 40 45 cân này con này đẹp nhưng mà hơi bé nhá. 40 45 cân quay đầu về, con này 80.000 mã 791. 791 80.000 cho em nhá. Con gì con gì đây? Con này lại là cái con mà có cái dây rút ở trước ngực kìa này đây. Lại có cái con dây rút ở trước ngực nha, con này size 52 cân. 4748 size 52 cân đổ về con này. 80.000 mã 952. 952 em lấy con này 80.000 mã số 952. Đây size 57 cân đổ về con này đẹp này, 5557 cân chị này xịn lắm. 55 cân để dưới 57 cân, dưới 57 cân quay đầu về con này. Rồi 80.000 mã số là 540. 540 này con này 80.000 mã 540 cho em ạ. Đây, size đan kẻ con này khá là dày. Size M cho em nhá. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 mã số em là 754. 754 80 chị ơi. 754 lấy con này 80.000 mã 754 này. 754 lấy con này 80.000 mã 754. Ok. Một con này là cổ lọ màu hồng trong bling bling size M. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Xịn lắm này chị cổ này. M cho em nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã 545. 545 lấy con này 80.000 lấy con này mã 545 80.000 này. Một em crop top màu cam size dưới 50 cân quay đầu về. Đẹp quá, crop top màu cam. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này. 80.000 mã số 690 ạ. 690 80.000 cho em.
Rồi size M 55 cân quay đầu về con kẻ mặc mờ, kẻ mờ đẹp quá. Kẻ size M lại con này, 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. À. Rồi 80.000 này, con này mã em là 631 đấy, chữ xịn quá. 631 con này 80.000. 631 80.000 em. Đen này size M rồi, 55 cân đổ về đen M, con này đẹp quá, đen size M chị này. Đen này mặc size M cho em. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em nhá. 80.000 mã 756 ạ. À. 756 80.000 cho em này. Con này em sẽ thêm cúc vào cho mọi người nhá. Nó bị rơi cúc rồi. Con này thì em sẽ sửa và thêm cúc cho mọi người. Mà con này cho em dưới 48 cân chị ơi. 45 cân 48 cân quay đầu về con này. Lại con này với giá 80.000 mã 751. 751 80.000 này. 751 80 nhá. Rồi con này size M 55 cân đổ về con này mặc M xịn lắm, mặc M cho em này. Dưới 55 cân quay đầu về con này cho em nhá. 80.000 mã là 448. 448 80.000 cho chị cái chồng cao nhất lên đây đi. Con này nhiều lắm. Con này của em, con này hàng của Julie Luckly này, xịn lắm. Hàng USA nhá. Rồi size này mọi người mặc xem dưới 50 cân. Kim ọc. Không. Mặc con này cho em từ 41 cho lên đây đi. Mặc con này từ 45 dưới 48 cân ạ, à. Dưới 48 cân quay đầu về con này. 80.000 mã 637, con này size S 80.000 mã 637 mặc S giữ nguyên giá nhá. Con này của em này chị ơi, con này mặc cho em khoảng tù là dù dưới 48 con em ơi, con này tay màu đẹp chưa, màu xanh dương. 45 48 con này đẹp lắm chị ơi. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về con này. 80.000 mã số 698. 698 80.000. 698 80.000 con đấy. 40 cân, 42 cân, 45 cân, 40 45 cân crop top cao dưới 1m6. 40 45 cân đổ về con này 80.000 mã số 669. 669 80.000 này con đấy cho em này. Đẹp chưa? Crop top size 52 cân quay đầu về con này quá đỉnh. Lên đục lỗ, lên móc đục lỗ. 40 45 45 52 cân. 80.000 mã số 823. 80.000 này con này 823 giúp em. Mà size M này con này mặc S ở dưới 50 cân rồi. 45 cân để dưới 50 cân. Đẹp chưa? 45 50 cân chị này. 45 50 cân quay đầu về con này. 80.000 mã số là 681. 823 chị Hương Trần. 681 này con này 80.000 mà 681. Rồi con này có cổ chị ơi, con này nhìn thế thôi. Con này size dưới 50 cân quay đầu về. Này, có giãn rất là tốt nha. Con này mặc từ 45 50 cân có cổ này, cúc đẹp cực luôn. Nào chị nào mặc ạ? À? 45 50 cân quay đầu về con này 80.000 mã 599. 599 80.000 nha. Crop top size 40 45 cân nào. Nào chị nào mặc S nào. 40 cân để dưới 45 cân quay đầu về crop top kẻ xanh trắng 80.000 mã số em là 782. 782 con này 80.000 cho em, 782 cho em nhá. Ờ con màu hồng này đẹp chưa này? 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về cái số sạc đây. 5557 cân đẹp chưa? Dưới 57 cân quay đầu về con này 80.000 mã em là 478. 478 80.000 nhá chị ơi. 478 80.000 của con đấy. Rồi một con này nữa này, con này các chị là mặc size M, 55 cân M. Này mặc M. 782 chị Thủy Bích. Mặc size M này con này của em. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 lấy con này mã 515. 515 lấy con này 80.000 mã 515. Đây. Có nhũ trong bling bling size M, 55 cân đổ về hồng nhạt. Hồng nhạt size M. Hồng nhạt size M lấy con này 55 cân đổ về cho em 80.000 mã số 624 chị ơi. 624 này 80.000 cho em mã số 624 80.000 cho em nhá. Ôi dồi, con màu trắng đẹp thương này đây. Size M 55 cân đổ về con này mặc M 5556 cân quá xịn này chị ơi. Đẹp không? Này. Cúc rất đẹp và rất mới, con này có tú nha, màu trắng. Rồi 5556 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã số là 686. 686 80.000 cho em. 686 80.000. Rồi 5560 cân quay đầu về các chị mặc vừa con này luôn, quá xịn con này chị ơi. Đẹp quá luôn chị ơi. 55 cân 60 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã là 557. 557 thì con này 80.000 mã 557 cho em. Con này có cái cổ rất đẹp, con này luôn cho mọi người xem con này. Này. Các chị này. Cổ đẹp lắm, con này size 53, 52, 53 cân đổ về này, cổ rất đẹp. 50 53 cân dưới 53 cân đổ về con này. Thanh Lam. 80.000 mã số là 814 con này. 814 này, 80.000 này con này, eo ơi xịn thế này. Này, con này mới gọi xịn này, con này có gen size M. 50 con này 55 cân quay đầu về vừa nhá, tay gen này. Đấy, cục này đẹp quá size M. Mặc size M này con này của em mặc M. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em 80.000 mã 732. 732 con trắng này 80.000 cho em, quá xịn luôn mọi người nha. Rồi tiếp theo con gì đây? Một em này nữa nhá mọi người nhá, con màu đen con này là váy này. Nó là váy mọi người, size dưới 40 45 cân làm thành váy ok. 40 45 cân. 732 cho chị Thảo Phương.
40-45 cân quay đầu về thẳng thành váy cho em ạ. 80.000 mã 495 size S. 80.000 mã 495 cho em. Ok chị luôn. Rồi con này có đính hạt đằng trước 55-60 cân quay đầu về đính hạt chị này. Đỉnh cực luôn này. Thật là thâm lưng nữa chị ạ. Mấy chỉ cần mặc thôi. Rồi mặc xem 60 cân size L con này 80.000 mã 697. 697 80.000 nhá. Đảo phương cách mới xong thì số thoại chị ạ. Một con này nó cho em con này đẹp. Ô con này có cái dây này buộc đằng sau mọi người tự buộc nhá. 45 chốt chị Thanh Hằng. Về tự buộc cho em size M 55 cân đổ về mặc M, chạy mặc M đây. Size M 55 cân quay đầu về con này 80.000 mà em là 744. 744 này 80. Về các chị tự buộc cho em nhá. 744 80.000 này con đấy. Rồi. Ê ơi con này mặc cho em dưới 50 cân quay đầu về con này đẹp. Đây chị ơi, 40 50 cân xịn lắm con này luôn nhá. Đây. 40 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này cho em. 80.000 mã số em là 777 80.000 cho em. 777 80.000. Em cho mọi người lên con này nhá các chị này đây. Con này cổ đẹp quá này. Rồi này thấy các chị nào mặc cho em con này khoảng độ là dưới 50 cân quay đầu về quá xịn chị ơi này. Quay cổ và trễ mai này, mong mặc cổ trễ mai đẹp lắm. Rồi 45 50 cân 52 cân thoải mái, con này dưới 52 cân quay đầu. 80.000 mã 12, con này rất đẹp luôn người ạ. 80.000 lấy con này mã 12 cho em. Mã 12 80.000 lấy con đấy. Ok nào. Rồi size dưới 50 cân, size dưới 48 cân chị ạ. 45 48 cân nào, xịn lắm. Rồi 48 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 789 mọi người ơi. 789 lấy con này 80.000 cho em mã 789 cho em nhá. Rồi, rồi con này hôm nay con này có hơi nhiều luôn, size 53 cân quay đầu về chị này đây. 47 48 53 cân đổ về đẹp quá chị ơi này. 47 48 53 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em nhá. Em lấy con này mọi người với giá là 80.000 mã 538. 80.000 lấy con này, ai lấy con này mã 538 lấy con này 80.000 cho em. 538 80.000 con đấy, trong bling bling màu hồng size M này. Mà size M lấy con này 55 cân này đẹp quá. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em 80.000 mã 612 đây. 80.000 lấy con này mã 612 80.000 cho em. Crop top mặc M 55 cân đổ về. Ôi, đang áo ngắn size M chị này. Áo ngắn size M cho em 55 cân đổ về chị lấy con này nha. Đẹp tỉnh con này luôn. 80.000 mã số em là 629 đấy chị ơi. 629 80.000 mã 629 cho em nha. 80.000 lấy con này mã 629 80k. Một con màu đen nhũ kiểu dáng cánh rơi 5557 cân quay đầu về chị này. 612 cho chị hàng cao. 55 cân 57 cân quay đầu về con này cho em. 80.000 mã số em là 702. 702 lấy con này 80.000. Đây. Size dưới 48 cân quay đầu về con này quá xịn này, 45-48 cân đẹp chưa? 538 chị Thu Huế áo 45-48 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã số 520. 520 lấy con này 80.000 mã 520 cho em. Crop top size dưới 40 cân nào, 40-42 cân nào, etiquette 40-45 cân này. 40-45 cân quay đầu về 80.000 mã 559. 559 80.000 mã 559 cho em. Đây, tiếp theo con này kẻ này là size M. Mà size dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này đây mặc M. 50-55 cân đổ về lấy con này cho em ạ. Rồi 80.000 lấy con này mã là 708 chị ơi chị. 708 lấy con này 80.000 mã 708 cho em. Khoét vai màu hồng. Khoét vai màu hồng size M 53 cân quay con này chỉ 53 cân chị ạ. Chị lá 50-53 cân nào. 50 cân 53 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã số là 728 chị ơi. 728 80.000 cho em. Rồi một con này nữa này, con này em sẽ sửa cúc cho mọi người nha. Size 50 cân quay đầu về thôi này. Xịn lắm luôn, là chị nào mặc từ 48 cân dưới 50 cân quay đầu về con này mặc đẹp. 80.000 mã 567 cho em, quá xịn luôn. 567 80.000 lấy con đấy. Rồi một con này có cổ cho em, con này mặc M rồi. 55 cân đổ về dáng áo ngắn chị này kẻ này M. Ok size M lấy con này 55 cân đổ về con này cho em. 80.000 mã 591 đây. Xịn quay chơi là chị 80.000 lấy con này ok. Rồi mã 591 lấy con này 80.000 cho em. Mã số 591 quá xịn nha. Này một con này nữa cho em. Ủa ôi chị ơi cái con này không đẹp không lấy tiền luôn này. Rồi size dưới 52 cân quay đầu về con này này chị ơi. Màu be đẹp chưa. 591 chị Minh Bảo Minh. 48-52 cân quay đầu về lấy luôn con này cho em. 80.000 mã 963 chị con này chị ơi. 963 80.000 lấy con này cho em. Rồi một con len đục lỗ nha, size M cho em 55 cân vừa đét con này luôn nào chị ơi, lấy ngay con này không chần chừ gì, size M 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em. 80.000 mã số em là 816 cho em người nha. 816 này 80.000 các chị lấy con này cho em. Rồi chị à. Minh Bảo Minh khách mới cho xong xin sơn phải để ý ạ. Size 52 cân quay đầu về các chị ơi, con này xịn chưa. 47-48 cân dưới 52 cân đổ về các chị lấy con này. Rồi 80.000 mã số em là 521 các chị lấy con này.
521 này, con này 80.000 mã 521 cho em mọi người nha. Rồi lên tiếp bên này đi nào. Đây. Ôi giời, con này có cái kiểu nó sẽ là kiểu là đắp chéo đẹp này. Rồi size dưới 50 cân quay đầu về nhá này chị ơi. 45-50 cân cái con này không đẹp không lấy tiền. 45-50 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 mã em là 714 lấy con này 80. Đấy, toàn xịn luôn là 80.000 714 lấy con đấy. Rồi hồi con này mặc giống quần ôm body size M 55 cân nhá. Đây chị này. Ôm body như thế này, cơ size M 55 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mã số 660. 660 em lấy con này 80.000 mã 660 cho chị ơi. 660 80.000 cho em này. 714 chị Loan đi. 2 dây vai size dưới 48 cân chị này đẹp quá. 2 dây khuyết vai 45-48 cân. 45-48 cân quay đầu về 80.000 mã là 720 này, 2 dây khuyết vai dưới 48 cân. 80.000 lấy con này mã 720 80.000 cho em chị ơi. 720 80.000 nha đây. Size 57 cân quay đầu về các chị lấy con này đi ạ. Cổ chữ V này, chị ơi đẹp quá. 55 cân để dưới 57 cân, dưới 57 cân quay đầu về con này 80.000 mã số là 590 này chị ơi. 590 80.000 mã 590 nhá. Rồi con này size M rồi. Trông bling này, con này 57 cân nó không mặc được 60 cân nhá. 55 cân để dưới 60 cân ạ, à, dưới 60 cân à 557 cân thôi xin lỗi người, dưới 57 cân. Rồi 80.000 mã 731 chị ơi. 731 lấy con này 80.000 mã 731 cho em nhá. Màu vàng nhà size M 57 cân lấy con này chị ơi, đằng trước đó là vặn thùng này, đẹp chưa? 55 cân chị nhá. 55 cân dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000 mã 497. 497 con này 80.000 mã 497 con này rất đẹp. Em cho các chị xem con này của em người nhá này, con này cổ này, đẹp lắm luôn này. Con này mặc trên size L được, nó là len móc chị ơi, 60 cân này con này nào. Nào 60 cân nào. Thoải mái từ M L XL mặc từ 55 đến dưới 65 cân đồng các chị ạ. Đẹp lắm dấu quần chị này. 55 cân để dưới 65 cân quay đầu về con này mặc được 80.000 mã 793. 793 con này 80.000 cho em mã 793 cho em chị ơi. 793 này con này 80.000 cho em rồi. Rồi một con kẻ này chị này, con này là của HM nhá. Này. Một em mông tơ ghi kẻ của HM này. Xịn luôn này chị này. Đẹp luôn này. Một con mông tơ ghi kẻ con này là áo của HM size M luôn, 55 cân đổ về. Size 55 cân quay đầu về các chị lấy con này hàng hiệu của HM nhá. 80.000 mã số em là 544 quá xịn. 544 80 cho em. 544 nhá, 80.000 này con này mã 544 đây. Một con kẻ màu hồng rất đẹp size 53 cân nào chị ơi. Đẹp nhỉ. 4748 cân chị ơi, sửa 53 cân quay đầu về nhá, len móc này này. Đẹp măng 53 cân. Rồi, 53 cân đổ về này con này cho em ạ. 80.000 mã 809. 80.000 mã 509 các chị lấy con này. Còn em crop top màu đen size dưới 50 cân đổ về nào chị ơi. 45-50 cân này crop top màu đen này đẹp lắm. Nào chị ơi. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này 80.000 mã số là 443. 443 con này nhá, 80.000 mã 443 cho em chị ơi. 443 80.000 cho em nhá. Rồi một con này size M này 57 cân rồi, đẹp quá. Trời ơi chị ơi. Nó sắc luôn, 5557 cân này, con này cổ đẹp lắm luôn. Rất đẹp nha. 55 cân 57 cân quay đầu về con này 80.000 mã số là 516 chị đây. Đây. 516 lấy con này 80.000 mã 516 cho em nhá. Con này là băng cuốn đẹp quá, size M. Và ông body size 52 cân đổ về đó chị ơi. Đẹp được 47-48, 52 cân. 516 chị Linh luôn. 52 cân quay đầu về con này thôi. 80.000 mã 560. 560 này con này 80.000 mã 560 cho em này. Rồi size này mọi người sẽ mặc size M này, con này 55 cân đổ về mặc M đây. Hàng của Top Feeling này. Top Feeling này, con này size 53 cân đổ về. 47-48, 53 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. Rồi em này con này với giá 80.000 mã 500. 80.000 mã 500 này chị ơi. 80.000 này con này mã 500 nhá. Con này size M rồi, con mặc xem 53 cân, 52 cân, 53 cân này. 56 cân cho chị Bích Ngọc. 48, 52 cân thôi nhá. 52 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 506. 506 lấy con này 80.000 mã 506 chị ơi. 506 rồi 80.000 lấy con đấy thôi. Màu này con này đẹp này, rồi size của em là sẵn rồi. Size con này size dưới 50 cân đổ về chị ơi, 45-50 cân chị nhờ đây. 45-50 cân đẹp quá chị ơi. Dưới 50 cân quay đầu về con này. Rồi 80.000 mã 700. 80.000 lấy con này mã 700, 80.000 cho em. Size 55 cân quay đầu về các chị mặc M đây. Crop top màu ghi size M này. Dưới 55 cân quay đầu về con này của em nhá, 80.000 mã số là 525. 525 em lấy con này 80.000 chị nhá. 525 em lấy 80.000 cho em mã 525 này. Một con này nó con này cái nem họa tiết nó không phải là bị lỗi mọi người nhá. Họa tiết của nó là như thế và không phải bị lỗi size M. Rồi 55 cân quay đầu về. Con này nó là một em chất liệu băng cuốn và đằng trước của nó là đính hạt size M. 700 chị Bích Ngọc. 55 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã là 758 chị ơi. 80.000 con này chị ơi, lấy con này mã 758 cho em.
một con này cũng đẹp này. Màu vàng size dưới 48 cân chị nha. Băng cuốn cho em 45-48 cân này. Dưới 48 cân quay đầu về con này cho em 80.000. Mã số là 878. 878 80.000 luôn em. Con này của em dành cho chị đào size dưới 50 cân. Và cái này em sẽ sửa cúc cho mọi người. Em sẽ sửa cúc và thêm cúc cho mọi người sau nha. Rồi 45 dưới 50 cân quay đầu về con này 80.000. Mã số là 658. À 685 chị ơi. 685 con này 685 nhé. 685 này chị ơi, 685 80.000 thôi. Nhập mã. Con này nó làm với em váy mông tơ ghi dáng xung eo đẹp quá, size 55 cân đồ về trên đây. 878 chút chị Nguyễn Hòa. Một em váy mông tơ ghi size M. Váy mông tơ ghi mặc size M này, con này dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em nhá. Rồi em lấy con này mọi người với giá 80.000 mà em là 717. 717 con này. 80.000 lấy con này mã 717 80 chị nhá. 717 rồi. 80.000 lấy con này mã 717 cho em, nó là váy mọi người. Váy này. Mà từ 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này họa tiết 3D đẹp này. Đấy chị ơi, chị luôn. Băng cuốn 3D, 55 60 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em luôn. 80.000 mã số là 613. 613 lấy con này 80.000 mã 613 cho em ạ. Đây, họ mua lên con này nữa này. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về vừa nhá. ML chị ơi đẹp lắm, con này kẻ trắng đen. ML 55 60 cân quay đầu về con này 80.000 mã 489 ạ. 489 này 80.000 luôn em mọi người ơi này. Ui crop top đẹp cả 40-45 cân. Có chị nào trong live của em mặc size S không ạ? Có ai trong live của em mặc size S không chị ơi? 40 cân để dưới 45 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mà 445. 445 lấy con này 80.000 cho em mọi người nhá. Rồi con này thấy các chị nào mặc cho em size L này, 57-60 cân quay đầu về con này màu xanh đẹp quá. 613 cho chị Lan Hương. 57-60 cân quay đầu về con này 80.000 mà 672. 672 con này 80.000 mà 672 giúp em nhá. Rồi một con này nữa size M này, con này 55 cân quay đầu về con này tay đẹp lắm luôn. Chất vải còn đanh lắm size M. Rồi dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. Đây 80.000 mã số là 881. 80.000 lấy con này mã số là 881 giúp em nhá. Rồi size dưới 50 cân quay đầu về. Ôi con này len móc đẹp lắm chị ơi. 45 50 cân đổ về 80.000 mã 968 này. 968 80.000 cho em nhanh nhá. Không tí là hết bây giờ chị này. Lên con màu vàng này. Màu vàng size dưới 53 cân quay đầu về con này. Màu vàng đây xịn chưa. 47 48 cân size 53 cân đổ về này con này 80.000 mã số 645. 645 80.000 mã số 645 80.000 cho em. Con này nó là một em màu be và có cổ chị này, đây be có cổ. Đây nhá. Một em be có cổ này, con này 60 cân này chị mặc L, mặc L nhá. 5 60 62 cân thoải mái size L này con này 80.000 mã 984. 80.000 mã 984 này con này chị ơi, 984 80.000 be này. Bê này bé lắm, size ra dưới 50 cân đổ về con bê này chị ơi, 45 50 cân nhá chị nhỉ. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 455. 455 lấy con này 80.000 mã 455 cho em. Một con màu vàng này size dưới 50 cân quay đầu về con này. Trời ơi màu vàng đẹp quá, 45 50 cân này. Dưới 50 cân quay đầu về con này của em nhá. 80.000 mã 781. 781 80.000 cho em. 781 80.000. Một con này có cổ size M 55 cân nào, ai lấy con cổ M này? M. Size M con này 55 cân đổ về này con này cho em ạ. 80.000 mã là 772. 772 này con này 80.000 mã 772 cho em này. Rồi size dưới 55 cân đổ về. Ôi con hết được chấm luôn mặc M. Rồi 55 cân đổ về này con này cho em nhá. 80.000 lấy con này mã em này 468. 468 nhá. 468 lấy con này cho em 80.000 mã 468 rồi. Rồi con này sẽ có cái dây rút ở trước ngực. Có cái dây rút ở trước ngực size dưới 57 cân nào. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về con này 80.000 mã số là 480. 80.000 mã 480 cho em. Size dưới 52 cân quay đầu về con này. Quá xịn này chị ơi, 47, 48, 52 cân. 52 cân quay đầu về con này 80.000 mã 796 ạ. 796 80.000 này chị ơi. 796 80.000. Size dưới 48 cân quay đầu về con này cho em nào. 45, 48 cân quay đầu về size S lấy con này nhá. 80.000 mã em là 784. 784 này con này 80.000 mã 784 cho em ạ. Đây. Con này có kéo khóa nhá. Đây chị này có kéo khóa này. Ok được chưa ạ? Kéo khóa cho em size M. Rồi mà con này cho em 52 cân nổi. 47 48 52 cân đổ về các chị lấy con này. Lấy con này với giá 80.000 mã 773. 773 80.000 mã 773 cho em tốt nhanh lên chị ơi. Rồi size 40 45 cân quay đầu về con này crop top màu hồng. 40 45 cân đổ về nhá. 80.000 mã 549. 773 chị Nguyễn Kim Thu. 549 80.000 con đấy. Rồi size 53 cân quay đầu về con này cổ đẹp quá. 47 48 53 cân chị này màu xanh cốm dưới 53 cân đổ về. 80.000 mã em là 779. 779 con này 80.000 mã 779 cho em mọi người nhá.
7,7,9,80 nghìn. Con này nó là một em hiệu hàng USA mọi người nhá. Hàng USA này, con này size M này. Con này mặc cho em 5,5,5,7 cân quay đầu về màu ghi. Xịn cho chị này, 5,5,5,7 cân quay đầu về này. Con này cho em ạ, 80 nghìn mã 519. 519 này, con này 80 nghìn mã số đắt 519 cho em nhá. Đây, màu ghi size dưới 5, size dưới 48 cân nữa. Chứ con này chất đẹp lắm, mới cứng con này luôn. 45 cân, 48 cân, 48 cân quay đầu về con này cho em 80 nghìn mã 592. 80 nghìn mã 592 các chị lấy con đấy cho em. Có cổ màu xanh này chị này, con này 60 cân quay đầu về thật đẹp quá. 60-65 cân con này cổ đính hạt. 49 cho chị hàng cao. 60 cân để dưới 65 cân quay đầu về cổ đính hạt này con này. 80 nghìn mã số là 580 cho em, quá xịn luôn chị ơi. 80 nghìn này con này mã 580. Một con này nữa size M này, con này của em này trời ơi dưới 55 cân đổ về đẹp chưa này. Đây, mặc M, mặc size M này con này của em mọi người nhá. Rồi 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80 nghìn mà 811 cúc lệch nhá. 80 nghìn lấy con này mà 811 cho em. Coi người ta đánh là size S, con này các chị mặc cho em size 52 cân mặc thoải mái vừa luôn này. Đẹp chưa? Len móc 45 cân để dưới 52 cân quay đầu về con này 80 nghìn mà số là 15. 80 nghìn lấy con này mã 15 nhá nhá. Mã 15 80 nghìn lấy con đấy. Rồi size M lấy con này của em dưới 55 cân quay đầu về hồng này. Không, không cam cam để size M. Size M này con này 55 cân quay đầu về các chị lấy con này của em người nhá. 80 nghìn mã 471. 471 80. 15 chị Duyên đi. 471 80 nghìn lấy con đấy. Rồi size em này mọi người sẽ mặc size 52 cân quay đầu về xuất sắc chị ơi. 471 852 cân lấy con này xịn quá. 52 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em ạ. Rồi lấy con này với giá là 80 nghìn mã số là 531 này chị ơi. 531 80 nghìn cho em. 531 80 nghìn rồi. 52 cân quay đầu về này con này cho em. Ơi con kẻ này ôm body sắt đẹp lắm. 4552 cân là chị ơi. 45 cân 52 cân đổ về chị lấy con này 80 nghìn mã số em là 730 lấy con này 80 nghìn chị ơi. 730 lấy con này 80 nghìn cho em. Rồi con này thấy các chị nào mặc size M 55 cân đổ về chị lấy con này mặc M đã đẹp quá. M 55 cân quay đầu về. Lấy con này với giá 80 nghìn mã là 653. 653 này 80 nghìn mã số 653 cho em. Rồi 53 cân quay đầu về con này màu xanh dương nhạt. 474853 cân đổ về con này 80 nghìn mã 533. 533 lấy con này 80 nghìn mã số là 533 cho em này. Đây cho chị xem con này size M rồi. Đây nha. Rồi size M lấy con này 55 cân đổ về chị lấy con này mặc M này. Đây. Dưới 55 cân quay đầu về con này nhá. 80 nghìn mã 724 chị ơi. 724 con này 80 nghìn cho em này. Size M 55 cân lấy con 5557 cân thoải mái con này ui đẹp quá. 5557 cân quay đầu về con này cho em 80 nghìn mã 990. 80 nghìn mã 990 này con đấy. Clotho size 40-45 cân nào chị ơi này. 40-45 cân quay đầu về 80 nghìn mã 569. 569 80 nghìn cho em 569 cho em rồi mờ. Mặc size dưới 55 cân quay đầu về. Úi trời ơi đẹp. Mặc mờ cho em dưới 55 cân. 55 cân quay đầu về con này cho em 80 nghìn. Không cho chị Quyên. Mã 454 lấy con này 80 nghìn mã 454 chị nhá. 454 80 nghìn rồi. Rồi size dưới 48 cân quay đầu về quá đỉnh. 4548 cân nào chị ơi. Đây. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về lấy con này cho em nào. Rồi lấy con này với giá 80 nghìn mã 716. 716 80 nghìn. Màu B size M 55 cân này BM chị ơi. B size M lấy con này BM đẹp quá. B size M này. Rồi dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em 80 nghìn mã là 470. 52 cân quay đầu về con này 4748 52 cân quay đầu về các chị lấy con này 80 nghìn mã 493. 80 nghìn lấy con này mã 493 cho em. 52 cân quay đầu về con này. Đấy đẹp chưa chị này. 4748 cân ạ. 52 cân quay đầu về các chị lấy con này 80 nghìn mã 562. 562 lấy con này 80 nghìn lấy con đấy nhá mã 562. Đấy chị ơi. Size em này là size 53 cân quay đầu về kẻ này 4748 53 cân chị ơi. Rồi 53 cân quay đầu về các chị lấy con này ạ. 80 nghìn mã số em là 748 chị ơi. 748 lấy con này 80 nghìn cho em nhá. Con này kiểu dáng crop top cho em này chị ơi, dưới 50 cân bé thôi. 45 50 cân quay đầu về con này crop top cho em nhá. Con này kiểu dáng crop top cho em này dưới 50 cân đổ về. Rồi lấy con này 80 nghìn mã là 511 chị ơi. 511 này, 80 nghìn lấy con này 511 cho em. Rồi em có thêm một con này nữa chị ơi, con này size dưới 50 cân bé rồi. 45 cân 50 cân quay đầu về con này có cổ chị nhá. Đây có cổ cho em này. Lắm con này màu xanh lam. Dưới 50 cân 52 cân đổ về vừa 80 nghìn mã 523. 523 con này 80 nghìn cho em nhá. Rồi em có con này đã cổ chóc cơ chị này. Đây.
Cổ dọc cơ size 52 cân đổ về. Chị nhân mùi 47, 48, 52 cân đổ về con này cho em ạ. 80.000 nhá. Mã số là 807 chị ơi. 80.000 mã 807 cho em. Con này đẹp đấy, con này kiểu giá, con này có cổ ưng quá chị ơi. Cổ lọ size 52 cân này. Đây 47, 48, 52 cân đổ về các chị lấy con này. Rồi 80.000 mã số em này 551. Lấy con này 80.000 cho em 551. Con này nó có cái kiểu rất là điệu luôn chị này. Đây chị mùi bao nhiêu chỉ đấy ạ? Con này được cá là nó sẽ đây. Áo đang mà em bán mất rồi chị ơi. Con này nó sẽ có cái dây rút size 52. Thoải mái 48-52 cân này. 48-52 cân quay đầu về con này cho em ạ. 80.000 mã 736. 736, 80.000 mã 736. Con này có cái cổ đẹp không? Size M cho em 55 cân này chị ơi. Rồi nhá, 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. Em lấy con này với cái mức giá là 80.000 mã số em này là 711, con này 80 bộ nhá. 7118 đây, con này đẹp này chị này. Con này, con này phải gọi là xịn lắm, size M rồi. 5560 cân quay đầu về các chị lấy con này được chị ơi này. Đang cuốn rất là dày và đẹp luôn. Rồi nhá, dưới 60 cân đổ về size L chị ơi. Em này con này với giá 80.000 mã là 431, lấy con này 80 chị ơi. 431 để 80.000 cho em. Kẻ đây. Em có thêm một con kẻ size M này. Con này mặc cho em dưới 55 cân. 55 cân đổ về các chị lấy con kẻ này giúp em nhá. 80.000 mã số em là 66780. 667 này, 80.000 này con đấy. Rồi em có thêm một con này nữa nhá. Con này dành cho chị nào mặc size M rồi. Mặc 5556 cân quay đầu về 5557 cân vừa, con này có cổ đẹp quá. Rồi 57 cân quay đầu về con này được này, 80.000 mã 509 nhá. 509 80 màu hồng đấy chị ơi, lên con màu hồng nhá. Cho chị con màu hồng này. Rồi có con màu hồng này, mặc kiểu gì? Màu vàng đi, màu vàng đi chị ơi, con màu vàng đi. Màu vàng size M đấy ạ, con màu vàng. Con này size M thoải mái 55 cân rồi chị ơi, tay bồng này đấy. M luôn 55 cân đổ về. Em này con này mọi người với giá là 80.000 mã 987. 987 80.000 này con đấy cho em rồi. Đây thêm một con này nữa này. Size M tiếp, con này của em 57 cân, 55 cân này. 5557 cân được chị này. Con này giống như một cái áo phông luôn, nhà nó chất không tự ghi luôn. Dưới 57 cân nhá. Em này con này 80.000 mã số 915. 915 80.000 chị nhanh nha, sắp hết rồi đấy ạ. Size M đấy ạ. 987 chị Nguyễn Hương. Cái mặc cho em dưới 50 cân quay đầu về. Nó là dáng ngắn kiểu gần gần như là crop top rồi. 55 cân, 57 cân quay đầu về con này. Rồi 80.000 mã số 855 này con này cho em nhá. 855 80.000 đây, crop top cho chị đây. Size dưới 50 cân đổ về bé rồi. 45 50 cân quay đầu về này, con này size S cho em ạ. 80.000 mà 867 đấy, chị nào thích crop top thì lấy con này này. 80.000 mà 867 đấy, chị lấy con đấy nhá. Con này nó đang một em màu hồng cổ. Con này là được cái là đằng trước của nó sẽ là hai vạt chéo này. Size L rồi, 55 60 cân rồi. Rồi 60 cân quay đầu về con này cho em ạ. 80.000 mà số 655. 655 80. Có cổ nữa này, chị nào thích có cổ thì em có con này, nhưng mà con này bé lắm chị ơi. Size em thì mọi người sẽ mặc cho em khoảng độ 50 cân đổ về, nó sẽ ôm body nhá. 45 cân ạ, 50 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã số em này là 663. 663 này 80 này. Cho chị xem con này nữa nhá. Cái con này là kiểu dáng tay cánh rơi 57 cân. Nếu mà để mặc con này vào quần legging là đẹp không chị này? Chị lắm luôn. 55 cân, 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Rồi lấy con này với giá 80.000 mã số là 606, lấy con này 80 nhá. 606 80.000 chị lấy con đấy. Đây con này nữa này, con này cũng màu đen, con này băng cuốn chị ơi, mặc lên đanh lắm luôn. Chị nào thích màu đen thì lấy con này size M 55 cân và băng cuốn này. Đẹp lắm, mặc size M, có chất có đanh lắm. 55 cân đổ về nhá, em lấy con này 80.000 thôi, mã số là 435 này. 435 em lấy con này 80.000 mà 435. Đây. Em có thêm một con này size dưới 60 cân quay đầu với em, con này mới lắm chị ơi, mới cứng con này luôn. Chứ thảo chip con này một ngày mới lắm luôn. Vậy mặc cho em từ 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này 80.000 mã số em là 986. 986 lấy con này 80.000 mã 986 nha, màu đen này. Màu đen crop top đây, chị nào thích đen crop top lấy con này. Size dưới 52 cân đổ về đây chị ơi, 52 cân đẹp. 52 cân đổ về. 45 52 cân đổ về này, con này cho em 80.000 mã 670. 50.000 cho chị. Màu đen có cổ nha chị ơi này. 663 em có màu đen có cổ cho em, em ơi xịn hết, size M chị này. Màu đen có cổ size 57 cân đổ về vừa nhá, ML nhỏ lấy con này được, con này có cổ xịn lắm luôn, viền trắng này. 5557 cân quay đầu về con này, 80.000 mã số 966 lấy con này. 966 80 này. Đây em có con màu rêu này rất đẹp, con này băng cuốn nhưng mà tay của nó sẽ là kiểu len đục lỗ mọi người nhá. Này, tay đẹp lắm size M. Mà con này size dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 mã em là 47780. 477 con này 80.000 cho em, mã 477 cho em.
Tiếp theo con này của em nhá, màu cam Motogi size M rồi. Con này mặc cho em dưới 5 năm cân là trước của nó sẽ là len mặc thử nhưng mà mỏng thôi, không dày nhá, mặc được cả mùa hè mọi người nhá. M đấy ạ. 5 năm cân đổ về con này 80 nghìn mã 776. 776 80 nghìn cho em nhá. Con này nó là kiểu dáng tay bèo này, con này màu hồng tím nhưng mà nó sẽ có nhũ bên trong nhá. Size dưới 60, size con này khoảng từ là 60. À, con này khoảng từ 52 cân 53 cân. 52 53 cân đổ về con này 80 nghìn thôi, mã 578 đấy chị ơi. 80 nghìn cho em, 578 đấy con đấy. Một con kẻ này, con này bé nhá chị ơi. Con này chỉ khoảng từ là dưới 48 50 cân đổ về, nó hơi bé này nhưng mà nó co giãn rất là tốt luôn. Dưới 50 cân đổ về nhá, lấy con này với giá là 80 nghìn nha. Mã số em là 771 chị ơi. 77180. Chị nào thích lấy con kẻ em có con này size dưới 55 cân đổ về, đầu này co giãn ôm body nhá. Dưới 55 cân quay đầu về con này chị ơi. Em này con này với giá 80 nghìn, mã số là 66680. 66680 nghìn lấy con đấy cho em. Một con này màu xanh than và trông nó bling bling này, đẹp quá chị ơi. Có nhũ size M nhá. Có nhũ này. Mặc M lấy con này 55 cân đổ về các chị nhá. 80 nghìn mã số là 453. 453 này 80 nghìn. Đây M luôn. Size 55 cân đổ với con này chắc rất là dày, con này hàng hiệu đấy. Chị lắm. Là nó cắt đi rồi, size M. 55 cân đổ về con này mặc được nhá, con mặc với quần là đẹp luôn này. Rồi 80 nghìn lấy con này mã là 457 chị ơi. 457 em lấy con này 80. Em có thêm một con này nữa, con này nó sẽ là kiểu dáng cài cúc size dưới 57 cân. Con này thì em sẽ đâm cúc cho một người sau nhá, nó bị rơi mất hai cái rồi. Mai em sẽ sửa cúc cho một người này. Dưới 57 cân quay đầu về con này 80 nghìn mã số là 644. 644 80 cho em này. Thế thì em có một con này nữa màu xanh nhá, con này được cái là nó sẽ là kiểu dáng cài cúc đằng trước này mặc M. 5556 cân quay đầu về mặc M, size M này con này cho em nhá. Em này con này với giá là 80 nghìn mã số là 461. 461 80 này. Con này hơi bé một tí rồi, 40-45 cân hết mọi người đây. Con này được cái cúc này chị này, xịn chưa? Nhưng mà con này có bèo nhún, dưới 45 cân đổ về 80 nghìn mã số là 792 mặc S. 792 size S nha. Rồi con này đây các chị là mặc size của em này, một tay cánh rơi này chị này. Xịn lắm luôn. Tay cánh rơi size dưới 50 cân quay đầu về con này. Tay cánh rơi 45 cân này. 50 cân quay đầu về con này cho em ạ. 80 nghìn mã là 768 lấy con này 80. 768 80 nghìn lấy con đấy. Rồi em có thêm một con này nữa size M rồi. Quay nó sẽ có cái dây đan đi kèm ấy mọi người, đằng sau về mọi người tự đan dây cho em size M cho em nhá. 55 cân quay đầu lấy con này. 792 chốt chị. Mừng với tin mít. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em ạ. 80 nghìn mã 52, mã số em là 527 80 nghìn. Có cổ đây các chị ơi. 768 chốt chị Đỗ Hoàn. Size dưới 452 cân quay đầu về con này đây. Có cổ để 47 48 52 cân nhá. Dưới 52 cân đổ về con này 80 nghìn mã 534, chị nào thích có cổ thì lấy. 534. Con này ơi, con này đẹp quá chị ơi, nhưng mà bé nhá, size 48 cân thôi nhưng mà được cái đấy chị này. Đẹp không? 45 cân 48 cân size S. Em này con này 80 nghìn mã 456. 456 con đấy thôi. Con này giống như một cái cao di gần mỏng luôn. Còn nguyên tắc rất là mới size M. Con mặc cho em khoảng 55 cân đổ về, nó như kiểu một cái cao di gần mỏng thôi, một cái tay dài nhá. 55 cân đổ về con này 80 nghìn mã 542. Từ đầu ra đến giờ có một con tay dài duy nhất luôn. 542 80 nghìn con đấy. Một em màu trắng này. Con này nó là len đục lỗ chị ạ. Và con này có cả cổ như size M. 5557 cân quay đầu về con này đây. Đây đây. Len đục lỗ cho em vào. Con này có cổ nhá, dưới 57 cân đổ về. Rồi 80 nghìn mã số là 997. 997 80 đây, các chị tìm có cổ đấy nhá. Màu đen này, con màu đen này ôm body đấy, con này mới lắm, trời đẹp, yêu đẹp dã man, con này áo kiểu ấy. Con nhìn này, có cúc này. Đằng trước cho em này, con này size dưới 53 cân đổ về rồi. 50 53 cân, dưới 53 cân đổ về, con này mặc đẹp nhá. 80 nghìn mã số là 524. Xịn con này luôn, 524 này, con này 80 nghìn mã 524 cho em này. Một con màu xanh này, size của em này size 52 cân rồi. Xanh cổ vì size từ 45 52 cân chị ơi. 45 cân 52 cân đổ về đấy con này. Rồi 80 nghìn mã là 581. 524 chị Hương Nguyễn Tiết Mít. Size M 55 cân rồi, màu xanh lá. 5556 cân đổ về màu xanh lá chị này. Em này con này với giá là 80 nghìn. Để lại con này cho em mã số là 594 80 nghìn cho em. 594 80 nhá. Đây size M. Ui con này 57 cân mặc được này chị này. Xịn chưa? Này. Cúc này đẹp chưa? 5557 cân quay đầu về nhá. Là các chị mặc vừa con này rồi. Em này con này vừa giá là 80 nghìn mã 693. 693 80 nghìn đúng em. Màu đỏ nhá chị ơi, màu đỏ này không có đâu, màu đỏ hôm nay có ít lắm, không nhiều nhưng kiểu mấy cái lô khác thôi. 5557 cân đổ về này con này, màu đỏ cho em nhá. Con này thiên về màu đỏ đô nhiều hơn. 80 nghìn mã 696 80 nghìn cho em. 693 chút chị Mai Hương. Len móc này chị ơi, size M 55 cân đổ về màu xanh này, gọi xanh navy. M nhá.
nhờ nó đậm màu xanh Navi một tí mờ. Rồi 55 cân que đầu về các chị ơi, lấy con này 80.000 mà 608. 608 80.000 luôn em. Con này mặc hơi bé này. Chị à, mặc cho em khoảng từ là con này từ khoảng từ dưới 48 cân là mặc vừa. 45 48 cân que đầu về con này cho em màu đẹp lắm chị ơi, giống như một cái kiểu các chị em mặc dạo tiếp hay giống thế, họa tiết của dạo tiếp không này. 48 cân đổ về 80.000 mà 487. 487 80 crop top màu xanh chị ơi. Size 52 cân quay đầu về con này nhá. Một em crop top màu xanh cổ vuông không có nhá. Rồi 80.000 mà 680. Trời ơi, 10 80.000 này con đấy. Size con này mọi người sẽ mặc cho em bé ở crop top, con này crop top em ngại size 53 cân vừa. Nếu mà crop top thì 53 cân đổ về vừa này. 48 53 cân. Em lấy con này với giá là 80.000 mà xuống 622. 622 con này 80.000 nhá. Con này được cái cổ đẹp này, chị này cổ nó là mix ten, cái phần này của nó mix ten nhá. Con này mặc điệu luôn. Size 55 cân đổ về được nhá. Con này chất liệu rất là đanh. Em lấy con này với giá 80.000 thôi, mã số là 59 chị này. Mã 59 thì 80.000 cho em nhá. Em được cái con đấy được cái cổ ren đẹp quá chị ơi. Ren xịn luôn. Đây có một con này nữa nhá. Size con này size S rồi bé rồi này. Con này các chị nào khoảng độ là dưới 50 cân đổ về bé rồi chị ơi, mặc S nhá. 45 cân này. Chị Thu Minh. 50 cân đổ về con này 80.000 mà số 623 chị ơi. 623 80.000 lấy con đấy. Rồi mặc size S lấy con này size từ 48 cân này. Chị đã mặc ôm body và mặc S con này mặc với quần bò là đẹp luôn. 45 48 cân đổ về 80.000 mã 503 nhá. 503 này 80.000 luôn em. Đây một con màu đen. Màu đen size M chị này, con màu đen này nó là len móc thủ công luôn này. Nhìn thủ công nó len móc nó sẽ khác hơn đấy mọi người. M đây ạ. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. Rồi này con này 80.000 mã số là 512. 512 này 80.000 cho em. Nào chị nào lấy màu xanh con này thì sẽ là một cái nơ đằng trước nhá. Đây các chị này, một cái nơ đằng trước như là size M. Mặc size dưới 55 cân quay đầu về con này cho em 80.000 mã 543. Quá xịn con này luôn này. 543 80.000 cho em. Con màu này, con màu đen này đi. Màu đen này nó sẽ buộc cái nơ đằng trước size M này. Dưới 55 cân nhá chị mặc M đây. 56 57 cân. Con này nếu mà mặc thì khoảng 57 cân đổ về ok. 80.000 mã số em là 946. 946 này, 80.000 cho em mã số 946 cho em nhá. Rồi lên tiếp con này đi chị ơi. Nè con này sai. Con này thì mặc giống như con đen lúc nãy của em vừa giới thiệu cho mọi người này. Cái con này nó sẽ có cái dây rút lên để thành cái á. Đây. Size dưới 52 cân. 52 cân 53 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 mã 459. 80.000 mã 459 cho em. Quay lại các chị nào 5560 cân quay đầu về con này màu đen chúng còn chỗ này này. Chị chắc 55 cân. 60 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. 80.000 lấy con này mã em là 446 lấy con này 80 chị ơi. 446 lấy con này 80.000 cho em này. Rồi con này các chị nào size dưới 52 cân quay đầu về con này. Đẹp quá chị ơi, 47 48 52 cân quay. Co giãn này, đẹp chưa? 52 cân đổ về các chị lấy con này cho em. Em lấy con này với giá là 80.000 mà 460 80. 45 chị khách ra. Size M. 52 cân đổ về con này đẹp quá chị ơi. 52 53 cân quay đầu về con này của em người nhá. Em này con này 80.000 mã số là 553 80.000 này chị này. 553 80 con này là kiểu dáng tay cánh rơi. Em thấy là con này các chị làm mà rất là nhiều những kiểu dáng, rất là nhiều những kiểu dáng cánh rơi này luôn này. Đây xịn luôn, con này mặc người ta đánh ép. Nhưng mà con này các chị mặc trên con này khoảng từ 55 cân để dưới 60 cân được. ML nhá. 55 60 cân quay đầu về con này mặc được chị này, cánh rơi luôn này. Quay được cái là cái cổ nó sẽ hơi trễ một tí nhá. Em lấy con này với giá 80.000 lấy con này mà em là 755 80 này chị ơi. Cánh rơi màu hồng tím 755 80.000 đây. Con này nó sẽ có cái hàng cũng rất đẹp luôn, cho chị nhìn hàng cũng này. Đẹp lắm luôn nhờ, con này hơi bé mọi người ạ đây. Con này các chị đang mặc cho em khoảng được là từ 40 45 cân dưới 48 cân nhất đẹp quá. 48 cân này. 48 cân đổ về con này 80.000 mã là 790. 790 80.000 con đấy, con kẻ nhá. Một con kẻ xanh từ xem này, con này size L, hàng của Urban Revino đấy mọi người ạ. Con này size 175 thì sẽ là size L. Này, hàng hiệu luôn, cho chị lên con này mặc size 60 65 cân ạ. L, XL này con này cho em nhá. 60 65 cân đổ về con này. 80.000 mà em này là 753 lấy con này 80 này. 753 lấy con này 80.000 753 đây. Ủa con này có cái cúc đẹp đằng trước này size M cho em dưới 55 cân chị ơi mặc M. Mặc size dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em. 80.000 mà em là 718. 718 này, con này 80.000 cho em nhất xịn hết. Cái con này được cái cổ đẹp lắm. Này cho chị lên con này luôn. Rồi size 53 cân quay đầu về này, cái con kẻ này 47 48 53 cân. Dưới 53 cân đổ về con này 80.000 mã số là 555. 555 80.000 cho em mã 555 này đây. Tiếp con này của em nhá, tiếp nhá, tiếp con này nha chị ơi. Xịn đấy con này luôn này. Rồi 55 cân đến dưới 60 cân quay đầu về con này ML. Nếu mà con này các chị mặc được đến dưới 60 cân nhá, ML được này. Em này con này mọi người với giá là 80.000 mã số em này là 729 con này.
2980 nhá. Ok luôn, tiếp con này luôn. Con này nó là một em len móc này chị này, con này size M thôi. Nếu mà để mà con này 55 cân tay em này sẽ hơi lửng một tí nhá, len móc chị ơi. Còn nhũ nữa luôn. 55 cân đến lấy con này, dưới 55 cân rồi. Em lấy con này với giá 80.000, mã số em này là 873 tay cánh rơi nhá. 873 này 80 cho em. Một con này nữa xem nào, con này size M rồi. Màu be này, size M, con này có cái họa tiết, con này được cái là 57 cân lấy con này nhá, đây xịn quá. Con này bo gấu, hơi bo gấu một tí, dưới 57 cân đổ về. 80.000 lấy con này, mã số là 927 cho em mới nhá. 927 này 80.000 rồi, mã số 927 80. Con này nó là crop top này chị này. Rồi chị nào lấy con này crop top này chị ơi, em có đọc giá từng con hết chị ạ. Này crop top lấy con này. Rồi size này mọi người sẽ mặc cho em size dưới 50 cân đổ về đó ạ. 80.000 mã là 517. Lấy con này 80.000 517 lấy con này cho em nhá. Rồi một con này nữa màu xanh, xanh dương. Xanh dương cổ đẹp với size 50 60 cân rồi. 55 cân để dưới 60 cân. Chị Thúy Trinh. Đây chị ơi. 55 60 cân quay đầu về con này của em. 80.000 mã là 819. Quay đó là một em váy mông tơ ghi. Váy mông tơ ghi size dưới 48 cân quay đầu về con này đẹp. Đây. 45 cân dưới 48 cân. 45 48 cân đổ về lấy con này. 80.000 mã số là 647. Con này là kiểu váy nhá, 647 80. Em có ạ, em chuyển sang 2 dây mọi người nhá. Đây 2 dây ba lỗ cho mọi người đây. 2 dây ba lỗ đẹp này size M rồi. Con này 2 dây màu xám lông chuột size M 55 cân đổ về các chị nhá. Lấy con này 60.000 thôi, mã số em là 944. Con này 2 dây 944 này 60 này. 60.000 mã 944 các chị lấy con đấy. Ôi con này đẹp đấy chị ơi, cái con này nó sẽ có kéo khóa đằng trước. Cho mọi người xem con này nhá. Con này nó sẽ kéo khóa đằng trước, lấy con này size M 53 cân quay đầu về con này kéo khóa chị này. 2 dây crop top nhá. Rồi 52 cân quay đầu về, 53 cân đổ về, 60.000 mã số 29. 29 lấy con này 60.000 mã 29 nhá. Con này nó sẽ có cái dây bộ rồi dáng bedroom rồi chị ơi. Đây này. Mặc đến đâu một cái dây eo đến đấy nhá, con này kiểu dáng ba lỗ size M 55 cân này. Đây. Các chị về các chị được buộc cái dây cho em nhá. M 55 cân đổ về 60.000 mã 11. 60.000 lấy con này mã 11 cho em. 2 dây này chị này. Nhiều 2 dây lắm, 2 dây chỉ còn một. Nói chung là nó không nhiều đâu. Size 53 cân đổ về các chị này con này nhá, 2 dây. 4748 cân này. 53 cân đổ về các chị này con này. Em này con này mọi người với cái mức giá là 60.000 mã 490. 490 này 60.000 mã 490 nhá. Đây con này 2 dây gì đây. Con này mọi người sẽ mặc như này. Đây con này hơi độc lạ một tí nhá chị nhá. Đây con này hàng hiệu luôn. Đây này chị này. Xịn luôn mọi người nhá. Cái em này thì mọi người sẽ mặc nó sẽ hở lưng đấy mọi người ạ. Đây này. Đây mặc như này cơ. Hở lưng cho em mọi người nhá. Đây cho chị nhìn. Eo này hở lưng này đẹp chưa này. Con này hàng xịn luôn mọi người ạ. Hàng xịn luôn. Rồi con này hở lưng như thế này. Và các chị mặc ôm body size 52 cân đổ về là đẹp. Hở lưng. Kiểu dáng khoét nách ấy mọi người. Em này con này vừa kèm giá là 60.000 mã là 4 à, mã là 746. Size S nhá. Size S M nhỏ 746 60 nó hở lưng nhá. Chị đã thích mặc hở lưng thì mới lấy. Size M đây ạ. Mà con này cho em dưới 55 cân quay đầu về màu xanh coban mặc M. Đây, 55 cân đổ về các chị lấy con này. Em này con này với giá 60.000 mã 444. 444 60.000. 444 60.000 nhá. Rồi em thấy con này nữa này chị này, 2 dây 3 lỗ tiếp đây màu này sẽ màu đen. Em màu đen này size dưới 53 cân quay đầu về con này, 474853 cân này, dưới 53 cân đổ về đấy con này. 60.000 mã số em là 706 nhá. 706 60 cho em này. Đây ở đây em còn nhiều 2 dây đẹp đấy chị này. Con này người ta ghi 7 cho chị Kiều Trâm. Con này size dưới 52 cân đổ về thôi, 52 53 cân. Em này con này với giá 60.000 ạ, mã 621, nó là kiểu dáng khoét nách mọi người nhá, 621 60.000 này. Tiếp theo con này nữa này. Rồi size M này, con này của em dưới 55 cân đổ về rồi, mặc M rồi. 55 cân đổ về rồi. Rồi 60.000 mã số em này là 582, kiểu dáng khoét nách mới nhá, 582 60. Có đây gần như là còn khoét nách nhiều mọi người. Con này xem nào. Con này nó là một em size S rồi mọi người ạ. Con này mặc kiểu crop top mặc S này. Con này em sẽ con này máy lại đừng chị ạ. Con này là có tay mọi người size M nhá, con này mặc M được này. Con này mặc cho em dưới 50, con này phải từ 60 cân đổ về con này. Eo hơi hơi to một tí. 57 60 cân đổ về con này 80.000 mà em là 742. Chị Thanh Lan. 72 80.000 mà 742 lại con đấy. Con này nó là một em 2 dây màu trắng. Size S để con này con mặc cho em dưới 50 cân. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này cho em nhá. 60.000 mã số em là 656 60. Con này nó là 2 dây luôn này. Một con này các chị mặc thành áo đi lê được luôn. Cho mọi người nhìn con này. Con này giống như kiểu là kẻ bông bê rí nhờ size M. Con này 55 cân ạ, 5556 cân. Mặc size M này con này. Em này con này 60.000 mà 677. Các chị có thể mặc cái này thành kiểu dáng kiểu chị mặc kiểu
di lê được nhá, thành di lê và sơ mi trắng được ấy mọi người, nó không quá là dày đâu ạ. Rồi 60.000 mã 677 con này cho em, không có con này, không có con thứ hai nhá. Lấy con này nữa này chị này, con này vẫn là kiểu dáng hai dây ba lỗ đây cho mọi người đây. Con này mọi người sẽ mặc con này thành cái di lê cũng được, cái di lê được size M rồi, con này 57 cân rồi. 55 cân để dưới 57 cân con này được rồi, thành di lê được. 60.000 mã là 532 chị ơi. 532 60.000 cho em 532. Màu đen lấy con này xem nào. Màu đen kiểu dáng khoét nách, lấy con màu đen này này, khoét nách lấy con màu đen này đây. Coi mặc cho em size dưới 50 55 cân đổ về. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này cho em nhá. 60.000 mã 635. Màu đen này, con này có tay, làm sao có tay mọi người, em hết 2 giây rồi. Hết 2 giây ba lỗ rồi, làm sao có tay nhá. Con này size 53 cân quay đầu về, con này đẹp này, 47 48 53 cân, con này có cúc giống như một cái cardigan luôn nhá. 53 cân đổ về con này. Em lấy con này với giá 80.000 mã 609 con màu trắng này. Sao hết mọi người nha, sắp hết rồi đấy mọi người ạ. Mọi người thích lấy con gì mọi người lấy nhanh nhá. Size dưới 56 cân quay đầu về con này, nó là màu trắng này, mặc với chân váy đẹp này. Size dưới 56 cân 80.000 mã 686. 686 80.000 mã 686. Con này nó là một em rất xịn luôn, con này hàng hiệu luôn này. Đẹp chưa? Size dưới 52 cân người ta đánh là M. Đánh là M nhưng mà size 52 cân thôi. 47 48 cân dưới 52 cân quay đầu về con này cho em ạ. 80.000 mã số em này là 597, con này 80.000 nhá. 597 80. Màu đen này. Đen M cho em, con này quá xịn. Đen size M 55 cân, lấy con này là được nhá. Rồi. 55 cân quay đầu về con này. Em lấy con này với giá 80.000, mã số em là 756. 756 80.000 mã 756 lấy con đấy. Rồi một con màu đen này nữa mọi người nhá, con màu đen này có cái quay nó đính trông bling bling này đẹp này. Con này size 52 cân rồi. 47 48 cân chị ơi, màu đen size 52 cân đổ về con này cho em ạ. 80.000 lấy con này mã là 719, lấy con này 80 chị nhá. 719 80. Con này màu xanh cốm. Con này ôm body một tí màu xanh cốm size M dưới 55 cân ạ. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em màu xanh cốm. Em lấy con này với giá 80.000. Nguyên trần. 515 lấy con này 80 nhá. 515 lấy con này 80.000. Size M lấy con này của em, con này size 53 cân đổ về chị này, xịn lắm. 47 48 53 cân đổ về các chị lấy con này. Em lấy con này mọi người với giá là 80.000, mã số em là 681. 681 con đấy. Một em này nữa size này người mã size 57 cân nhá, con này kẻ chị ơi. Đẹp không? 5557 cân đổ về 80.000 này con này, mã số là 56. Mã 5680 này. Đây, kẻ xanh cho chị đây. Kẻ xanh size M cho em, size M 55 cân, kẻ xanh trắng mặc M cho em các chị ơi, 55 cân xịn lắm. Này, chị nhìn luôn. Dưới 55 cân đổ về con này. 80.000 mã số 938 chị ơi. 938 80 nhá. Có một con này nữa này size 60 cân vừa đấy chị ạ. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về có hàng cục tổng cao di gần này. Đẹp chưa? Bao nhiêu ạ? 95. Em này con này 80.000 mã 557. 557 80. Đây màu nâu con này xịn quá, màu nâu. Rồi màu nâu này size 52 cân quay đầu về các chị nhìn này, đẹp không? Đấy, 47 48 cân ạ. Size 52 cân đổ về các chị lấy con này 80.000 mã là 567. 567 80 cho em. Một con kẻ màu xanh con này sẽ mặc kiểu ôm body mọi người nhá, nó như một cái váy luôn nha, giấu quần luôn tại vì em này hơi ngắn. Size M được này. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. 80.000 lấy con này mã số em là 660. 660 lấy con này 80.000 mã 660 nhá. Rồi một con kẻ này nó size 50 57 cân quay đầu về, con này là vừa rồi chị ơi. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về. Em này con này 80.000 mã số là 590 này. 590 80.000 giúp em. Rồi tiếp theo con màu đen nhá. Màu đen này bé rồi, size 50 cân này chị ơi, nhưng mà con này chất rất là đanh, co giãn thoải mái nhá. 45 50 cân đổ về con này rồi. 80.000 mã số là 866. 866 80.000 giúp em. Một con màu hồng này. Con này là len móc màu hồng size 53 cân đổ về chị ơi. 47 48 cân ạ, size 53 cân quay đầu về con này cho em. Em này con này 80.000 mã số 809. 809 80 này con đấy cho em. Một con crop top màu đen này, crop top màu đen size 50 cân đổ về. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này. 80.000 mã em là 443. 443 này con này 80 nhá. Đây cho chị con này. Con này là cái họa tiết nó không phải là bị lỗi nhưng mà nó kiểu vô cỡ này. Size M 55 cân này chị M. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. 80.000 mã số là 758. 758 80 này. Một con này nữa cho em nhá. Cái con này sẽ là len móc các chị ơi. Đây len móc cho em, len móc đục lỗ luôn mọi người, quá xịn luôn. Mặc M đấy ạ, mà con này dưới 55 cân đổ về là mặc vừa con này dưới 55 cân size M nhá. Em lấy con này với giá 80.000 mà 816. 816 80. Con này kiểu dáng khoét vai, cho này khoét vai size 53 cân đổ về con này, xịn này. 47 48 cân 53 cân đổ về con này cho em nhá.
80.000, mã số là 728. 728-80. Con này nó sẽ có cái hàng cúc đằng trước hàng của Top Feeling nhé mọi người ạ, à, xịn luôn. Size 52 cân quay đầu về, con này là Top Feeling này. Đây, 52 cân, 52 cân đổ về chị lấy con này 80.000, mã 963. 963-80, con này là kiểu dáng khoét nách, con này 40-45 cân, bé lắm chị ơi, khoét nách này 40-45 cân quay đầu về con này. Lấy con này với giá là 60.000, mã số là 451 các chị ạ. Đây, 40-45 cân, 651 này. Màu đỏ, size dưới 50 cân, 45-50 cân quay đầu về size S lấy con này. Em lấy con này với giá là 80.000, mã 770 mặc S. 770-80.000 em. Màu đỏ này chị ơi, con này à. Con này mọi người sẽ mặc kiểu là cổ lọ nhá. Đây này, cho mọi người nhìn luôn. Cổ lọ kiểu dáng phép nách luôn, size M này, thoải mái 55 cân vừa, mặc với quần sóc bò. À, 60.000 nhá, mã 57560 này. 57560.000 giúp em. Một con này nữa này là nó màu em màu cam, size dưới 50 cân quay đầu về bé rồi, size chuẩn S, 45-50 cân này con này. 80.000, mã 584 chị ơi. 584-80.000 này con đấy. Rồi size này mọi người sẽ mặc size M này, con này có thể mặc từ 55 cân, 57 cân này, xịn luôn, dưới 57 cân. 80.000, mã số là 675. 675-80. Một con này thì các chị mặc màu xanh cốm, mà con này sẽ là bụng nơ đằng trước như này nhá. À con này bụng nơ, cái nơ nó đằng trước size M, băng cuốn 55 cân đổ về con này. Lấy con này với giá là 80.000, mã số 27. 80.000 lấy con này mà 27-80.000 cho em. Rồi một con này nữa size M cho em là đẹp, dưới 55 cân đổ về. Ôi con màu đen đẹp quá chị, màu đen size M này. Đen này mặc M cho em nhá. 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em. Em lấy con này với giá là 80.000, mã số là 540 màu đen, xịn quá. Em đi nó địa chỉ ơi. 540 lấy con đấy cho em. Rồi size M lấy con này tiếp mọi người nhá. 55 cân đổ về con kẻ hồng mặc M đấy. Kẻ hồng size M cho em. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã là 467 con này nhá. 467, 80.000 mà 467 con đấy. Nguyên Trần sẽ là chuẩn trọng một chút tiếp chị ơi. Size M 55 55 cân đổ với con này, cổ chóc cơ size M cho em này chị ơi. Rồi dưới 55 cân đổ với các chị lấy con này. 80.000 mã số là 875 con này cho em nha. Con này không có đâu chị ơi. 875, 80.000 con này. Rồi em có thêm một con này nữa, con này nó là, con này là kiểu dáng khét, là khét nách của chị, size M này. Đây khét nách mặc M này con này. Rồi 55 cân quay đầu về khét nách các chị ơi. Em này con này 60.000 mã 595, con này 60 nhá. Khét nách kìa. 595-60.000. Màu đỏ này, con này hàng của Lily đấy mọi người. Lily mọi người sẽ là rất là ít gặp luôn. 55 cân quay đầu về con này. Con này có cổ tim size M nhá. 80.000, mã số em là 788. 788 lấy con này 80.000. Rồi tiếp theo con này của em nữa chị nha. Con này nó là size S này, size 52 cân. 45-52 cân quay đầu về. Con này có cổ màu xanh ngọc này. 80.000, mã 493. 493-80 lấy con này cho em. Con này nó là kiểu dáng khét nách, lấy con này ba lỗ này, size dưới 53 cân quay đầu về 60.000, mã là 757-60 cho em. 757 đấy, con này 60 nhá. Rồi con này kiểu dáng, con này là khét nách à? Không, không phải khét nách đâu chị ơi. Màu hồng tím size M 55 cân, dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 80.000, mã 624 nhá. 624-80 này. Một con này nữa nhá, cái con này là con này có cổ màu đen này, con này các chị mặc đi làm được. Đây rồi mà con này đi làm được, con này mặc trên crop top size 50 cân đổ về, quá xịn. 45-50 cân quay đầu về con này, 80.000 mã 522 size S. 522-80.000 này con đấy. Rồi một con này mặc trên từ 40-45 cân là đẹp quá. Trời ơi 40-45 cân đổ về con này. Em này con này với giá 80.000 mã 559 crop top size S nha. 559-80. Màu cam nhạt, con này màu vàng nhạt thôi. Màu vàng nhạt con này được này, size 55-57 cân. Dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em lấy con này 80.000 mã là 497-80 này chị này. 497-80. Rồi size em này size dưới 50 cân đổ về nhá. Màu xanh có nhũ này chị ơi, dưới 50 cân đổ về. Em lấy con này với giá là 80.000 mã số là 968. 968 này 80.000 cho em. Size 40-45 cân quay đầu về, kẻ len móc cho em nhá. Rồi lấy con này 80.000 mã 445. 445 này 80.000 cho em. Một con này màu vàng này. Em màu vàng này có chị nào 40-48 cân, con này dưới 48 cân đẹp rồi. 80.000 mã là 781 lấy con này 80 nhá. 781-80.000 cho em này. Một con này nữa size M rồi, dưới 55 cân đổ về rồi mặc M đây. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. Lấy con này với giá 80.000 mã 471 lấy con này sắp hết mọi người nhá. 471-80.000 lấy con đấy rồi. Con này hàng đến như nhà spa cho em này, size dưới 60 cân mặc L. 60 cân 65 cân đổ về đấy, hiếm quá, hôm nay tao size S ít size L đúng không? Dưới 60 cân đổ về con này. Em này con này mọi người vừa giá 80.000 mà 872, thoải mái 65 cân quay đầu về ok nhá. 872 con này con mặc được trễ vãi, sẽ là cổ bèo đấy mọi người ạ. À. Này. Con này cổ bèo màu be này. Size dưới 53 cân quay đầu về đó chị ơi, 474-853 cân đổ về. Rồi 80.000 mã số là 506 này, 80.000 màu be. 506 80.000.
Size M 55 cân 60 cân đục về con này. Đẹp quá chị ơi, xịn nhờ. Đây. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về con này cho em. 80.000 và 498. 498 lấy con này 80.000 cho em. Rồi size 53 cân tiếp tục. Quá đẹp con này. 4748 cân size 53 cân đổ về con này 80.000 mã 769. 769 80. Xanh lá này chị ơi, 60 cân rồi con này mặc L, chị nào mặc size L đấy đấy ạ. 5762 cân thoải mái con này. In họa tiết in nổ lên nào. 5763 cân nhá. 80.000 mã 672. 672 80.000 cho em. Rồi đây chị nào mà thích size to thì có thêm một con này nữa. Chị Trường Hải là chốt tiếp đi chị ơi. Con này có cổ này 60-65 cân thoải mái LXL cho em nhé. 80.000 mã 984 80.000 cho em lấy con đấy. Một con này size M này, chị mặc M đây dưới 55 cân. Size dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. 80.000 mã số em là 724 cho em là 80 này. 724 lấy con này 80.000 mã 724. Rồi size M tiếp con này đẹp lắm chị ơi, con này 53 cân đổ về con này vừa này đây. 47-48 53 cân đổ về con này cho em. 80.000 mã là 748. 748 80.000 lấy con đấy. Ok con này nó lại size dưới 50 cân đẹp quá chị ơi. Này. Bé nhưng mà con này được cái là chất liệu đanh 45 50 cân nhá. 80.000 mã 592. 592 80.000 con đấy. Một con này nó lại con này kẻ len móc và con này được cái đẹp của cái chỗ là cúc của nó sẽ là cúc lệch. 55 cân nhá. 55 cân đổ về các chị lấy con này của em này 80.000 mã số là 811 đấy chị ơi. 811 80.000 lấy con đấy. Rồi size này mọi người sẽ mặc xem size dưới 55 cân đổ về con này đỉnh quá chị ơi, mặc mờ. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 80.000 mã là 45480. 454 lấy con này 80.000 cho em. Con này mặc rất là bé size S rồi nhưng mà con này được cái là nó sẽ có cái dây nó buộc đằng trước này. Rồi size dưới 50 cân đổ về con này 80.000 mã là 716. 716 80 màu ghi nhá. Ghi này dưới 50 cân đổ về tiếp 50-52 cân thoải mái con này. 80.000 mã 521. 521 80.000 lấy con đấy. Rồi con này xịn đấy chị này, len móc cho em luôn. Rồi size dưới 50 cân 52 cân đổ về con này vừa len móc 100% nhá. Em lấy con này với giá 80.000 mã số là 777 dưới 52 cân đổ về. 777 con đấy. Đây con này size LXL cho mọi người xem màu xanh này đây. 60-65 cân đổ về, dưới 65 cân đổ về con này cho em nhá. 80.000 mã là 580. 580 này, 80.000 này con này. Ô con này đẹp đấy chị này. Con này nó là được cái là mặc dấu quần là size to thoải mái, 60-65 cân mặc được con này. Mặc free size được, 55-65 cân đều được con này ML. Em lấy con này với giá 80.000 mặc 793 cho em ở nhá. 793 lấy con này 80 nhá. Một con này nữa cho em này đây. Con này là một em cổ lọ. Một em màu hồng cổ lọ size M 55 cân này chị ơi, màu hồng cổ lọ size M. Con mặc đóng thùng vào chân váy đẹp nhá. Em lấy con này với giá 80.000 mã là 545 80 này chị ơi. 545 lấy con này 80.000 cho em. 793 cho chị. Hai chị em. Rồi size M con này 55 cân đổ về con này giống như một cái cardigan luôn này. M 55 cân quay đầu nhá. 80.000 mã là 448. 448 80 giúp em con này màu đen và con này có dây rút hôm nay cái mẫu này là bán hết sạch luôn không còn con nào. Còn mẫu con dưới 52 cân này. Đây. Rồi, 4748 cân 52 cân đổ về con này. Chị em thanh mới chuẩn xong chụp phải đi. Đủ inbox đủ tin cho tiếp ạ. 80.000 mã 952. 952 lại con này 80.000 cho em. Đây một con này có đính hạt đằng trước eo chị. Em inbox luôn thông tin ạ. 60 cân này con này. Rồi, 60-65 cân thoải mái con này cho em ạ. 80.000 mã 697. 697 80.000 một con kẻ xanh con này đanh lắm chị ơi, đẹp con này size M. Mà con này size M 55 cân đổ về mặc M, mặc M đây 55 cân đổ về. Em này con này 80.000 mã là 61631. 631 lấy con này 631 lấy con này cho em nhá. Rồi em có thêm một con này nữa size M dưới 55 cân quay đầu về con này thoải mái luôn. Em này con này với giá 80.000 mã 533. 533 80.000 lấy con này có màu đen này đẹp. Đen này size M tay cánh rơi mặc M 55 cân đổ về chị nhá. Size M 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em ạ. À. Em lấy con này với giá 80.000 mã 702. 80.702. Các chị ơi ở đây em có khoảng độ 20 cái, tầm 20 đến 30 cái rồi cái này là nó sẽ có cái lỗi một tí, có nghĩa là nó bị ấp màu ạ. À. Nó sẽ bị ấp màu một tí thì em sẽ bán fix lỗi cho mọi người luôn nhá, và em bán đồng giá 60 nhá này. Nó bị bẩn rất là nhỏ thôi, vẫn mặc được, vẫn ok thì em mới bán được ạ. Đồng giá 60 nhá. Coi này các chị nào 5557 cân đổ về thì em nói trước em fix lỗi luôn cho mọi người nhá. 5557 cân quay đầu về con này 60.000 mã là 828 em fix lỗi bẩn luôn. 60.000 này mã 828 này con đấy này toàn là hàng xịn và hàng đẹp thôi nhưng mà cái lỗi bẩn của nó rất là ít một tí thôi nên là em bán luôn này. Rồi size 52 cân quay đầu về con này có cổ chị này. 4852 cân đổ về con này fix lỗi nhá. 60.000 lấy con này mã là 910 em lấy con này 60.000 mã 910 em bỏ vào tổ. Khoảng độ là 20 cái lỗi một tí không ạ. Nhưng mà không sao bẩn ít.
ấp màu bẩn ít thôi, không sao nhá. Con này của em nhiều khi nhìn ấp màu chả nhìn thấy gì luôn, không chị thấy gì luôn. Chị Phạm Hoàng Hà. Rồi 60 cân này, con này nó giấu quần mặc thành váy rồi. 5 năm 60 cân quay đầu về size M là con này 60.000, mã 571. 571 60.000 này, con này cho em ở nhá. Con này là 2 giây em bán luôn 50.000 luôn. Chị này, quay dành các chị nào mặc cho em con này khoảng từ dưới 50 cân này. 45 50 cân quay đầu về con này 50.000, mã 996. 996 50.000 đây, khoảng từ 20 cá thôi em làm nhanh nhá. Rồi size M này, con này được đến 57 cân quay đầu về chị ơi. 55 cân 57 cân đổ về con này 60.000, mã số là 81860. 818 này, con này 60.000, con này đẹp quá chị ơi. Cái con này bị vỡ cúc rồi, mai em sẽ thay cúc cho mọi người sau nhá. Size M đây. Nó bị vỡ cúc một ngày nữa, không phải bị mất cúc đâu, vỡ cúc rồi. Mặc M này, con này của em lên móc này chị này. 55 cân đổ về, các chị lấy con này cho em ạ. 60.000, mã số là 899 mọi người nhá. 899 em lấy 60.000 đẹp quá. Nhưng con ấp màu lỗi nhỏ nhỏ một tí, toàn là kiểu bị lỗ một tí, toàn những con đẹp. Rồi size 53 cân quay đầu về con này, băng cuốn mặt trễ vai này. 4853 cân đổ về con này 60.000, mã là 87960. 87960.000 con đấy. Đây một con này nữa nhá, con này nữa này. Rồi size dưới 55 cân quay đầu về con này. Chả biết nó nhìn em nhìn chả nhìn qua. À đây bị một chấm bật bé tí đây luôn. 55 cân đổ về này, em lấy con này 60.000, mã số đây là 98360 nhá. 983 rồi 60.000 rồi. Đây cho mọi người thêm một con này nữa này. Con này size M 55 cân đổ về 57 cân, dưới 57 cân đổ về con này ok nhá. Em lấy con này với cái mức giá 60.000. 60.000 mã số là 50. Mã 50 này, con này 60.000 mã 50. Size con này size dưới 53 cân quay đầu về con này 474853 cân quay đầu về con này cho em nhá. 60.000 thôi, mã số em là 976 này, con này 60 chị này. 976 60.000 này con đấy. Rồi con này một em có cổ màu hồng và tay mic gen mọi người nhá. Đây. Tay mic gen này, con này cho em size M này chị ơi. Rồi dưới 55 cân quay đầu về là các chị sẽ mặc được con này cho em. Em này con này 60.000 mã số 955. 955 60.000. Kẻ này chị ơi, kẻ nhiều màu này, con này có cổ cho em luôn. Đây. Rồi size em này mọi người sẽ mặc xem size dưới 50 cân bé thôi, size S rồi. 45 cân để dưới 50 cân quay đầu về con này 60.000 mà 860 vẫn rất là ít thôi mọi người ạ. À. 60.000 mà 860. Rồi tiếp theo một con này nữa nha, con này là hơi nhăm một tí em sẽ là lừa cho mọi người sau. Rồi size dưới 48 cân chị này. 45 48 cân đổ về con này cho em ạ. 60.000 mà 908. 908 60. Size M 55 cân đổ về con này, mặc M 5556 cân đổ về này con này cho em ạ. 60.000 mà 829 mọi người nhá. 829 60.000 con đấy rồi. Tiếp theo con này nữa này. Bị bẩn một chấm rất là bé luôn, mà cái đầu đũa luôn, nhưng mà nó không đáng kể. 55 cân quay đầu về nhá. Các chị ơi, những con bẩn vết bẩn này có thể giặt được đấy. Lấy con này 60.000 mà 888. 888 60.000 này, con này mà 888 cho em, con này là lên lưới đấy chị ơi. Ê ơi, từ đầu like đến bây giờ em có 2 đến 3 con lên lưới như thế này thôi. Size M 55 cân đổ về con này có bèo, con này ạ. À, không, cái cúc này nó đằng sau cơ. 55 cân đổ về các chị này, con này 60.000 mã số là 914, em chả nhìn thấy con này lỗi gì luôn ạ. À. 60.000 mã 914 này con đấy. Rồi tiếp theo em có một con màu trắng này, con này mặc hơi cái lai hơi trễ một tí. M 55 cân chị mặc M này, con này ok 55 cân này. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em nhá. Lấy con này với giá là 60.000 mã 18 này. 18 60.000 lấy con đấy cho em. Tiếp theo con này có cổ rồi. Đây, con này có cổ cho em, chị này cổ tim nhá. Rồi mặc con này cho em thành 66.5 cân, mặc LXL chị này. 66.5 cân đổ về con này. Em lấy con này với cái mức giá là 60.000, mã số em là 90960 nhá. 909 này 60.000 cho em. Màu tím này chị ơi, một con màu tím nữa, con màu tím size M rồi. Con này các chị nào mặc cho em dưới 55 cân quay đầu về con này, mặc M 55 cân đổ về nhá. 60.000 mã 912. 912 60.000 mã 912. Rồi một con màu đen, con này xịn lắm, con này cũng ngọc trai luôn này, con này mai em đưa cũng cho mọi người sau nhá. Rồi size dưới 50 cân quay đầu về con này chị này, 45 cân này. Để dưới 50 cân quay đầu về là mặc được con này size S 60.000 mã 907. 907 60.000 nhá. À 907 này, con này cho em luôn. Một con này nữa này. Con này dành cho chị nào mặc size S rồi. À size M đấy, con này băng cuốn đẹp lắm. ML thoải mái con này. Làm váy luôn mọi người, con này làm váy luôn, size M 55 cân quay đầu về nó là váy đấy, mặc M này. 55 cân đổ về con này cho em. Lấy con này 60.000. 60.000 mã 917 60. 917 60 đây, khoảng từ 5 cái này hết mọi người nghỉ like nhá. Size từ 53 cân đổ về con này chị này. 47 48 cân, size 53 cân quay đầu về con này cho em ạ. À. Lấy con này 80.000 mã 500 đấy, không bị lỗ nhá. 80.000 lấy con này mã 500 này. Đây kẻ này. Kẻ này size M này, con này 57 cân chị này. 55 57 cân đổ về này con này. Rồi lấy con này 80.000 mã 480. Size S này con này rồi chị ơi. Nào mặc cho em từ 45 cân đến dưới 48 cân ạ, à. Dưới 48 cân đổ về con này. 80.000 mã 520 ạ. À.
520 này, con này 80.000 mã 520. Rồi size này mọi người sẽ vào size M, 55 cân đổ về, con này kẻ này mặc M 55 cân đổ về nhá. 80.000 mã số em là 708 này, con này 80.000 cho em. Còn một nốt một con crop top nữa chị nào lấy nốt nữa này. Bài mặc cho em dưới 50 cân đổ về, còn nốt một con crop top nữa chị nào lấy này. 80.000 mã số là 627 này, con này 80 chị này này, hai con nữa nghỉ like một nhá. Hết nhá mọi người nhá. Rồi mặc con này khoảng từ 48 cân. Size từ 45 cân 48 cân này chị ơi, con này tay màu không có đâu. 80.000 mã số em là 698. Quá chị. 698 80.000 cho em người nhá. Đây màu be này. Be chị ơi, be này, be size M. Be này mặc size M cho em dưới 55 cân mọi người em, be M này, 55 cân đổ về là con này cho em. Em này con này 80.000 mã 470 chị ơi. 470 80.000 con này có cái dây rút size 48 cân này. 45 48 cân quay đầu về là con này. 80.000 mã 941 đây nó con đen nghỉ mọi nhá. Đây là con đen này. Đây con đen này nó size M bèo đây. Mà size con này size khoảng từ 53 cân chị ơi. 47 48 cân ạ, dưới 53 cân quay đầu về con này cho em nhá. 80.000 mã 633 hết rồi mọi người ơi. 80.000 lấy con này mã 633 nhá. Một con nữa. No, một con nữa nào chị anh. 47 48 cân để dưới 53 cân đổ về con này đẹp này chị này, xịn quá. Dưới 53 cân đổ về các chị lấy con này. Em này con này với cái mức giá là 80.000 mã 607 đây, còn khoảng 56 con thì em làm 80.000 mã 607. Con màu tím mặc M chị này. Màu tím size M này dưới 55 cân ạ. 55 cân đổ về các chị lấy con này. 80.000 mã số em là 73580 nhá. 735 80.000 mã 735. Con này có cái dây rút size 50 cân chị này. 45 cân ạ, 50 cân quay đầu về các chị mặc con này cho em nhá. Em này con này mọi người với giá là 80.000 mã 749 này. 749 80.000. 735 chị Tư. Thôi nốt này nghỉ nhá. Hết thật luôn các chị ạ, lần này hết thật luôn. Rồi size 53 cân quay đầu về con này. 47 48 53 cân đổ về nhá. 80.000 mã 763 nghỉ like mọi người ơi, hết rồi đấy ạ. Em nghỉ like nha mọi người nhá. Sáng mai em sẽ các chị lên like sáng mai nhá. Sáng mai em sẽ like ạ. Rồi. Bye bye mọi người. Hẹn các chị ca like sau tiếp theo nhá. Bye mọi người. 763 giúp chị Tư.